anh em mình là hôm nay phải tới bến nha. Sao ơi, 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 trời ơi. Ủa trời, cái gì vậy? Cái gì chút đổ rượu hết trơn à, con này thiệt à. Né ra để mà để cái lẩu vô. Cái gì đâu mà đàn ông, đàn an mà cứ xà quần ngồi sắc rạc châm nhau. Lửa mà. Châm lửa vô đi. Chở lên giùm cái coi. Ôi trời, nóng. Nóng cái gì? Trời ơi, ông ơi, có nóng đâu mà ông làm quá. Bà làm sẵn ở trong hơi hơi nóng nóng hương hương. Rồi, bà vô đi. Ôi trời, ôi trời. Bà thiệt. Rồi, rồi nha, nhậu thoải mái đi nha. Hôm nay không say không về á, người nào mà còn tỉnh là về là tôi giận lắm nha. Ngồi luôn, ngồi luôn, sáu, sáu, ngồi luôn, sáu. Ngồi luôn, em ngồi luôn. Rồi, 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 trời ơi, nãy giờ chú uống ly rượu nào hết trơn vậy? Phải uống chứ, uống, vô, vô, vô. Vô quán người ta mà ông uống gì hết, thiệt tình á. Đây nè, uống đi, tôi uống rồi, uống đi. Hết ngày rồi, em nói sao vậy? Đi hả, để đổi chai mới cho. Cái gì vậy? Thôi được rồi, uống hết rồi lấy. Thôi, đổi đi trời ơi. Uống đi, tôi uống hết rồi đây nè. Cái gì đâu mà vô hả mấy cái đồng hồ mà ngồi uống cái nửa bình rượu à. Giận hết sức vậy á. Uống đi, uống đi. Uống đi nào, ly tôi hết rồi đây. Đám cưới vui đâu có ai là rầy. Gì đám cưới vậy mày? À, quên, quên, không phải đám cưới, đám cưới. Tại vui quá tưởng đám cưới, không phải đám cưới à. Mà hôm nay là cái đám mà ăn mừng là xã mình trở thành nông thôn mới. Ừ, phải uống mừng. Uống mừng tỉnh đã cho xã mình nâng lên thành nông thôn mới. Bà hạnh diện chứ vô. Uống rồi, đổi, đổi. Uống nha, uống nhiều, ăn uống phủ phê vô đi. Trời ơi, vô quán người ta mà bèo quá trời. Làm sao mà đủ vốn để bán. Ai, đã quá. Lâu lâu rồi, coi như là được ăn uống thả dạng bữa ha. Rồi. Ôi, hạnh diện. Làm miếng. Hạnh diện quá chứ. Lẹ đi Sáu ơi, sao mày lâu quá Sáu ơi Sáu. Nè, rồi nè. Chưa lắm. Như cái chai này nữa là 8 lít nha. 8 lít hả? 8 lít. Hôm nay lên nông thôn mới mà tính tiền tính bạc thì con này thiệt tình à. Trời, tao nói mày nghe nè Tám à. Ê mày hổn mày. Ê mày kêu mày tao với tao hả mày? Trời ơi, trong bàn nhậu là mày tao mấy tớ hết thì nó mới hòa đồng chứ, mặc dù mày lớn hơn tao 6 tuổi mà tao vẫn kêu mày bằng mày hiểu không? Đúng rồi, lên bàn nhậu là không có phân biệt là lớn nhỏ gì hết trơn. Vậy là không có dai dế gì hả? Đúng, thằng ba mày nói đúng đó. Này hổng mày, cái này hổng nè. Thằng này nó lớn hơn mày cũng vài tuổi, còn tao mình lớn hơn mày gần 20 tuổi nha. Nhưng mà đã nói là trong bàn nhậu là coi như là đồng chất đồng màu hết trơn, là mày tao tôi tớ luôn. Bây giờ mình phải tôn trọng ảnh, tại vì sao ảnh gần chết rồi. Đúng rồi. Không, ảnh là gần gặp anh Sáu rồi. Anh Sáu tắm á. Đó. Anh Sáu tắm là biết gì không? Là gì? Cái hòm đó. Đó. Tao không có giỡn với hai đứa bay nha. Nó là vui, đừng có nhắc ba cái chuyện chết đó. Thôi thôi, giờ vậy tao có ý kiến vậy đi. Tao với mày là cũng ngang ngang với nhau khi mày tao được đó. Còn ảnh là lớn mình 20 tuổi. Đúng rồi, kêu mày... vậy con nít nó nghe nó học xấu. Đúng rồi, ảnh mà lấy vợ bằng cái tuổi đó là mà mình kêu ảnh là coi bằng ba luôn á. Kêu mình phải kêu ảnh bằng anh cho sự tôn trọng anh. Đúng. Anh ăn mừng cái sự anh đi. Ăn mừng vô. Khoan khoan, để cho tôi miếng rượu đã. Uống đi, uống thoải mái đi, tính tiền sao? Không sao. Hôm nay này tính tiền hả? Sao không tính tiền? Mày mắc cười quá, tao là chủ quán ở đây mà tụi bay vô. Mày với anh ta vô nhậu mà không có nhậu như tiền, sao tao đủ xã hội tao bán nữa. Mày nói mắc cười quá. Hôm nay là tưởng ngày vui mày mời qua đi uống tao với thằng ba nè. Đó cái gì vậy? Trời ơi, hai đứa tao với thằng anh ba này nè, thằng anh ba. Mày bỏ chữ thằng đi, mày hổn quá. Hổn quá. Tao với anh ba mới tới đây. Thôi, xì táp. Uống. Giờ vô. Vô. Hai, ba. Vô. Uống bình phạt à. Uống hết. Uống hết phạt. Ê, phạt, đừng. Cái này có tính tiền. Uống phạt, nó uống nhiều hơn mình sao? Kệ. Tao đại. Uống đi. Anh ba đại, anh chơi luôn. Uống chưa hết? Chưa hết. Ủa. Trời ơi, đổ ra ngoài hết tài đắp nha. Rượu ngon quá. Trời ơi, nó uống có 1/4, nó đổ ra hết 3/4. Rượu ngon quá, rượu ngon quá, uống đi, đổ củ hủ vừa. Trời ơi, cái gì đâu mà sao nó bừa bãi vậy sao. Uống mát là phải gọn gàng. Làm ơn đổi mới giùm cái đi Sáu ơi, mày đó thấy mày lúc nào cũng cũ kỹ hết trơn hết trời á. Đổi mới giùm cái đi. Buồn quá. Thôi uống đi, uống đỡ buồn đi. Trừ dân đang vui rồi, cái mặt mày làm mất hứng. Tự nhiên là xuống sắc vậy. Hả? Mày buồn cái gì? Làm cái gì mà mặt mà nó... Bây giờ anh ba với anh Tám thấy đó. Bây giờ xã mình đang được lên là nông thôn mới rồi. Đúng rồi. Mà tao thấy người ở trong cái thôn mình không có ai đổi mới hết trơn, sao không buồn được? Tao không đổi mới, mày nói sao á? Tao nói bậy. Nông thôn mới thì cái gì cũng phải mới. Mới. Mày nhìn tao, mày đừng có coi thường. Tao có cái mới chứ. Đó, mới rồi mà không thấy.
Anh mới, anh nói, anh khoe đi, khoe cái mới của anh đi. Đây, dép mới. À, đó, mua dép mới, đó. Mới mua dép này cũ rồi, giờ mua, lát về thay, dép mới. À, đó, vậy là được rồi, vậy là được rồi. Rồi còn gì mới nữa? Mới cho tiền thằng con đi thay người yêu mới. Dạ. Vậy là bậy. Anh bậy quá anh ba ơi. Bậy, trời cái này bậy à. Thằng nhỏ mới có 18 tuổi mà anh nghĩ sao mà anh tạo điều kiện đưa tiền cho nó để đổi người yêu mới là sao? Con gái người ta nuôi bao nhiêu năm trời mà để nó xài qua một lần là đổi là sao? Hả? Bởi vậy tao nói thiệt, cái đầu óc tụi bay không có gì mới, còn cũ á. Người yêu đây là cái gì? Thằng con ta đó, nó rất là yêu xe. Nó cưng xe giống như là người yêu. À, bây giờ nó đang đi cái xe đạp. À, nó cho tiền nó mua cái xe mới, xe đạp điện. À, xe đạp điện hả? À, vậy là cũng đổi mới rồi, từ xe đạp lên xe đạp điện. Cứ sao? Ủa, nhà mới. Nhà anh có điện không? Ờ, có điện không? Nhà tao không có điện. Ủa? Trời đất ơi, không có điện là mua xe đạp điện làm chi? Kệ nó, miễn sao là... sạc điện? Kệ nó, miễn là nó đeo lên, nó đạp, là người ta nói, ô, thằng con tao mới đi xe đạp điện. À, trời ơi, yên tâm, là mình xã mình là lên nông thôn mới rồi, mốt nhà nào cũng có điện hết á, đừng có lo. Thôi giờ mình uống, mình ăn mừng cái ăn mừng gì cái sự đổi mới đi, ăn uống. Mừng cho con tao, mừng tao có dép mới. Hay quá. Mừng dép mới. Có người yêu mới. Có người yêu mới, vô. À, quá. Rồi bây giờ á, anh ba có cái mới rồi, bây giờ mày có cái gì mới không Tám? Tám hả? Ừ. Mới chứ có mới, tôi là lúc nào cũng mới chân trời. Nhìn mấy mái tóc là biết mới nè, tóc cung bề đó. Thấy giống ai không? Giống ai? Giống anh Minh Dương. Thần tượng anh Minh Dương, để tóc cung bề giống Minh Dương. Trời ơi, thôi đi, thấy ta nổi tiếng rồi đu theo rồi cha nội. Thằng này nói vậy. Mày mà Minh Dương gì, mày là Minh Xù rồi có Minh Dương gì. Bậy bạ, tóc mày tóc mới chứ bộ. Thôi đi, mới gì mới, một năm thì có đó. Mày để kiểu này một năm trời rồi, có gì đâu mới. Có chỗ nào vậy? Hả? Mày có cái gì mày đổi mới, mày làm ơn mày khoe giùm tao một cái đi. Ví dụ là cái gì, chị muốn ví dụ như là cái gì? Ví dụ như là người yêu của mày đi. Gì đâu mà không có ai yêu gì hết trơn, trắng phèo vậy mày. Chị đừng khi dễ em, chị đừng có tưởng em ế nha. Em người yêu á, gái theo một rừng luôn á. Thằng này hả là gái dữ lắm luôn mà tại này không chịu thôi. Em nói cho chị biết. Đâu gái đâu, gái đâu mà mày khoe. Đi nha, em tại vì nguyên tắc là chọn vợ em nó kỳ cục lắm. Sao, nguyên tắc sao? Vậy là phải điềm tĩnh trước gái xinh, không giật mình trước gái xấu. Không được đầu gấu với gái ngoan, không cần nhẹ nhàng với gái dữ. Không được tự tử nếu mất gái ngon, không ngậm bồ hòn ôm gái nát. Không được bộc phát thích gái tiên và không ném mình vào gái ê. Nói tóm lại á, yêu điên dại thì cũng về tay không. Thôi thì cứ long bông, có khi lại thành công trong cuộc sống. Thằng này thấy, thấy mặn nó gì rồi. Thấy gì? Thôi uống mặn mày cái. Có cái suy nghĩ đó mà ế suốt đời. Thôi bây giờ mình uống mình chia buồn cái sự ế của nó đi. Vô, vô, vô. Uống nha, uống đi. Thằng này làm cái trò gì vậy? Nãy giờ tao để ý rồi, mày uống, tao mày cứ đổ vô cái vỏ, đừng đừng dép mới đó tao. Bây giờ mày kêu vô cái mày đổ vô cái nồi lẩu. Mày chơi vậy mày bắt tao trả tiền. Không phải, đồ hiểu làm biết sao, mới phát minh ra một cái món mới gọi là lẩu hầm rượu. Lẩu hầm rượu á? Lẩu hầm rượu. Thì lấy rượu của mày, mày hầm đi rượu, mày mua chung của người ta bỏ gì mày hầm làm sao vậy? Trời ơi, sẵn tiện đây cứ còn có mấy ly rượu mà tiếc chứ gì, cái sao sao ta? Thôi coi lý, mình phải thử. Thử. Đâu mày muốn thử một miếng coi. Bây giờ mình đổ vô nhiều vô vậy nha. Thử một miếng coi. Ê, rượu mày đổ nhiều quá vậy, uống rượu còn ăn gì nữa mày? Trộn lên, trộn lên, trộn hết, mày thử một miếng đi. Thử từ từ, thử ra sao? Bá cháy luôn á, trời ngon lắm, xuất sắc luôn á. Sao? Ngon quá, thấy chưa? Ngon quá, trời ơi, trời ơi, trời ơi, thôi má, quá lâu sao à? Từ từ, chút chút. Từ từ, nếm lại còn nhân sao? Sao, sao, nếm lại, nếm, lẩu mà bỏ rượu vô uống hoài à? Gì vậy? Gì vậy? Phỏng hỏa chứ gì? Quá buồn thiệt. Người ta phát triển nó cỡ nào rồi mà dân mình cứ dậm chân tại chỗ, tao buồn quá luôn á thiệt á. Thôi vậy uống rượu đi chứ ăn làm gì nữa. Đổ rượu đi không là toàn lẩu rượu chứ còn cái ngồi gì nữa. Mày mới nói cái gì? Thôi ăn đi rồi vừa ăn vừa uống luôn. Em buồn quá anh ba ơi. Buồn cái gì? Tại vì á, người ta phát triển cỡ nào rồi mà dân xóm mình, xã mình sao cứ vậy hoài, không bao giờ thấy người tài giỏi gì hết trơn, em buồn. À, em băn khoăn về cái chuyện đó. Đó, em trăn trở đấy nè, bán quán mà vẫn trăn trở về vấn đề của xã hội. Đó, hai người thấy không? Người ta đã phát triển cỡ nào rồi. Đó, em thấy điển hình như là những người nổi tiếng như là về lĩnh vực mà
công nghệ thông tin gì đó. Là ví dụ như là ông Bill Gates. Cái gì? Ông nào đi tiêu mà ra đi tiêu mà vừa tè là ông nào vậy? Trời ơi. Hai đứa bay tập sao? Mày công nghệ phải không? Ông đó người ta gọi là ông Bill Gates. Cái gì? Thì có như đọc nhiều Bill Gates. Thôi bỏ đi. Ông đó tao biết. Ông là gì đó? Ông đó là ông về Microsoft. Microsoft là cái gì? Microsoft là viết mấy cái chương trình gì, mấy vi tính gì đó. Mấy vi tính đó. Đó là nổi tiếng nè. Giàu có, tài giỏi lắm. Còn thêm một cái ông nữa là tiêu dây chó. Cái gì? Ông nào mà gì ăn tiêu là dây chó ông nào hay vậy? Cái gì mà cái điện thoại gì mà cái trời ơi, con nhỏ này nói tiếng Anh cũng khùng luôn. Cái đó phải nói là Steve Jobs. Cái ông này ông Steve biết nha. Ông này làm về cũng phát minh cho điện thoại chế táo đó. Bà học nhiều quá rồi mà người mù mà hai ông đó gì cái ông làm sao? Hai ông đó rất giỏi mà hai ông là người nước nào? Nước Mỹ. Đúng rồi. Tại sao người Mỹ người ta giỏi như vậy mà tại sao dân xứ mình không giỏi như người ta? Tại vì người Mỹ người ta ăn đầy đủ chất, còn người mình ăn thiếu chất, nên mình phát minh nó trật lất vậy thôi. Cho nên thấy cái tình hình như vậy nên tôi mới bắt đầu tôi nghiên cứu. Tôi bắt đầu tôi suy nghĩ là mình phải làm sao mình cải cách cái nền giáo dục của nước nhà bằng cách là mình sẽ tìm ra những nhân sự mới mang hơi hướng của thiên tài. Nhân sự mang hơi hướng của thiên tài à? Ủa là gì á? Làm sao tôi không hiểu? Mà dùng tập từ tao to mà... búa lớn tao không hiểu được nói cái gì luôn á. Sao nó nói là mình tìm ra những cái người thiên tài để thiên mình... tài thì tìm đó phát minh ra những cái mới để giúp nước nhà đúng phát rồi triển. Đó mày sao cứ ăn nhậu cho nên á mỗi ngày á tôi mới đọc sách y học, tôi đọc sách thiên lý học, thiên văn học, địa lý học, sinh vật học. Mày nói hồi chỉ học nữa là tao cọc tao đập vô mặt mày một cái bắp luôn hả mày? Trời đất ơi, học hoài à? Mày nói mày làm cái gì chứ? Ý nói là sau khi mà nghiên cứu một nùa sách đó thì tôi mới thấy là tại sao những nhà khoa học, những nhà nghiên cứu học, những nhà vật lý học, những nhà sinh vật học, những nè, nhà lịch sử... Mày nói nữa học tao thọc cái mặt tay của mày này. Mày muốn nói gì mày nói liền đi, mày cứ... Học mà mày nói mày dẫn chứng cụ thể ví dụ mọi người thôi. Thì ví dụ là sau khi mà nghiên cứu như vậy á, tôi mới bắt đầu tôi đào tạo cho hai đứa con của tôi thành những thiên tài của đất nước sau này. Cái gì? Cái gì? Mày đào tạo con mày thành thiên tài à? Phân nổ ở trường Văn Miễn anh ơi, nó nổ trên mức quy định ngoài tiên liệu của em luôn rồi. Tôi nói thiệt mà. Có thiệt không? Thiệt. Em có hai đứa con của em đáng đồng tiền bát gạo lắm anh ơi. Em đau đẻ mà em thấy em hãnh diện, bởi vì sao? Những đứa con của em thành những thiên tài giúp ích cho xã hội sau này. Trời đất ơi, thiệt không? Thiên tài hả? Thiên tài có chuyện này không anh? Sao lại không biết chứ? Tao không biết, nó nói xong tao tỉnh rượu rồi. Nhưng mà mày nói thiên tài, mày có bao giờ qua đây thấy mặt tụi nó đâu mà nói thiên tài? Biết sao? Sợ mọi người thấy được tụi nó, rồi mọi người thấy tụi nó giỏi quá, mọi người giết nó thì sao? Vậy con mày giấu ở đâu? Hả? Trong nhà tao chứ đâu. Đây nè, mọi người thấy không? Thiên tài thường có xu hướng tìm hiểu những vật gì mà quen thuộc với mình. Em nghĩ cái ông mà dê chó gì đó anh. Cái gì? Steve Jobs. Đó, cái ông mà phát minh ra điện thoại chế táo đó thì ổng sẽ rất là gần gũi với trái táo, chẳng hạn như là lúc nào ổng cũng ăn táo, ổng chơi táo, ổng sờ táo, ổng uống nước ép táo, thậm chí cái bếp của ổng là cũng bếp ông táo. Cho nên là ổng mới phát hiện ra điện thoại trái táo. Vậy là biết ông này không bao giờ biết nói láo nữa. Đúng vậy. Cho nên bây giờ con của em sẽ bắt nó tiếp cận với những cái trái gì mà quen thuộc của đất nước mình, chẳng hạn như là trái dừa. Trái dừa. Em bắt nó ăn dừa, uống nước dừa, ăn cái dừa, ăn cơm dừa, chụm sơ dừa, gài lá dừa, để chi biết đâu sau này nó sẽ phát hiện ra một cái gì đó liên quan đến trái dừa thì sao? Đúng rồi. Hay chưa? Có lý. Nói cũng có lý anh ơi, có lý. Gì vậy anh? Anh làm gì anh? Ủa anh sao vậy? Còn nghe còn thấy tôi nhũn não rồi đó. Sao vậy? Cái ông gì mà táo mà ông bên Mỹ mà ông xài bếp táo luôn hả? Xài bếp táo luôn. Hay quá. Con mèo. Cho diện kiến vô mèo. Hình hài. Quý lắm á, tôi mới giới thiệu con tôi cho hai người thấy mặt nha. Được rồi. Đó giờ giấu dữ lắm luôn á. Giấu như mèo giấu. Tôi biết rồi. Mèo giấu ấy vậy đó, bây giờ mình uống miếng đi rồi mình khoe con mới được chứ. Uống hoài, tôi vô dẫn là đi. Kêu con mặc uống hoài uống hết. Nhưng mà chút nữa nhớ trả tiền đầy đủ nha. Được rồi, con nhớ. Mày cho tao gặp thiên tài. Kia đâu?
trên đỉnh cái dừa nó đang đu toàn ten. Ô, nó nhảy qua cái khác rồi. Tiếp theo cái thứ ba, ô, cái thứ tư, 5, 6, 7, 8, 9, ô, nó kìa nhảy xuống. Ủa sao con ở đây sao nhảy như tùm lum giống như tặc răng vậy? Trời ơi, nó đu từ đó, nó nhảy qua đây, nó rớt xuống, nó ghê chưa? Trời ơi, má mới chỉ gì bên đó hả? Má chỉ cây dừa. Con đu cây dừa, con nhảy qua đây rồi con rớt xuống đúng không? Đâu có. Chứ sao? Đang ngồi nó má làm phát giật mình té, con này con khỉ bên kia chạy qua bên kia mà chỉ đâu bệnh. Trời đất ơi, con khỉ mà tưởng con bà vậy bà nội. Ủa con bà giống khỉ lắm hả? Ông nhìn kỹ đi. Nó có khác gì con khỉ không? Có khác gì con khỉ không? Nó còn ghê hơn con khỉ nữa. Nhưng mà con ghê mà con có tài, hiểu không? Má rất hãnh diện vậy con. Sao mũi nó cao ghê chưa? Đúng rồi, người ta là mũi dọc dừa, nó là mũi bạch dừa. Nguyên bạch dừa tụi cho tụi cho nó mũi nó nè. Sống như cây dừa riết nó mới như vậy. Đúng rồi, nào giờ thấy nhiều loại khỉ lắm. Khỉ đột nè, khỉ bạc má nè. Lần đầu tiên thấy khỉ dừa đó. Má, sao con má đẻ con ra đó. Sỉ nhục con bao nhiêu là sỉ nhục má bấy nhiêu đó. Không. Con giống bà đâu có giống má. Giống má con bớt xấu nhiều rồi. Nhưng mà giống ba con giỏi, hiểu không? Vừa xấu mà vừa giỏi. Đây thiên tài của đất nước đây. Đây thiên tài đây. Thiên tài. Dạ xin thông báo với mọi người được sao biết. Sao con? Sao con? Hết hồn vậy? Má vậy còn má sao con? À, con xin thông báo với mọi người rằng sao? Con đã nghĩ ra được một phát kiến. Trời ơi hay chưa. Cái gì? Còn xí phát kiến là gì con ha? Thông minh nói một lần hiểu liền cho mấy dốt nói mệt lắm. Chửi mày đó. Dạ. Má thân mến. Sao? Mấy ngày hôm nay con phải ngồi đọt chuối, đu đọt cây, treo đọt dừa và phát hiện một chuyện rất lạ đời. Sao con? Má biết con thấy gì không? Thấy gì con? Trong mặt lắm. À, hay quá. Đúng rồi. Bây giờ phát hiện thằng này đã có những cái ý kiến là hay rồi đó. Bây giờ mình mới biết luôn, ngồi trên cao mới trong mặt, ngồi thấp không có trong mặt. Hay quá. Thiên tài. Nhưng bù lại. Sao con? Bù lại con có nhiều phát kiến. Trời ơi. Hay lắm. Trời ơi, thấy con trai tôi không? Trời nó hả? Dễ thương, nó đẹp trai. Mình ngồi trên đó. Nó vừa còn cao ráo nữa chứ, cao quá. Con ơi, con cao quá. Bây giờ con cứ cao cái kiểu này là mai mốt con khó lấy vợ lắm nghe không con? Cao chỗ nào? Con cao hả? Bà nói cao. Cao. Nó cao mét mấy? 2m1. Mày đừng có giỡn cái tao nha. Ê, nổ quá thì sao? Nó chừng mét mốt mà mày. 1m1. Còn cái dừa này là cao 1m nữa. Hả? Trời ơi, tính luôn hả? Phải tính từ ốc dừa trở lên chứ. Đúng. Trời ơi. Đúng là mẹ con thiên tài. Đúng rồi, thiên tài. Chứ sao nữa, mình mà phát minh mình phải phát. Mình phải phát hiện những cái gì đó lạ đời. Chiều cao của một con người được tính từ ốc trở lên. À. Từ ốc dừa trở lên cũng là ốc đúng không? Cho nên là con cao 2m1 rồi, con đừng có cao nhiều quá nghe không con? Bây giờ con phát hiện ra gì nói má nghe đi. Trời ơi, ngồi cho nó nghe. Ừ. Má biết bầy kiến đỏ không? Biết chứ. Dơ nó cắn rồi mới biết nè. Sao? Là bầy kiến đó, nó có thể chui ra chui vô được trái chôm chôm. Nó có thể chui ra chui vô được trái măng cục. Nó có thể chui ra chui vô từ trái chuối. Và đặc biệt trái sầu riêng, mặc dù sân sùi gai ốc, nó cũng có thể chui ra chui vô một cách thoải mái. Nhưng riêng có một trái nó không thể nào chui vô được. Đó là trái gì? Trái gì? Đó là trái gì? Trái gì mà con kiến không chui vô được? Đó là trái gì? Im lặng! Mày nhìn cái gì vậy? Trái gì mà nhìn dưới vậy bà nội? Cái trái đó trên cao má ơi. Trái dừa. Trái dừa mà nhìn đâu? Trái gì nhìn dưới vậy? Trái dừa nó mới rớt dưới đất kìa. Dạ, con phát hiện ra một điều. Ừ. Điều gì nữa? Cái phát kiến của con xuất phát ra từ đây. Ừ. Cái vỏ dừa, nó được cấu tạo từ một hợp chất. Trời ơi, hay quá. Tôi không hiểu gì hết mà tôi vẫn thấy hay. Sao con? Nói chưa hết mà. Ừ. Nó được cấu tạo từ một hợp chất rất là bền bỉ. Ừ. Khó có một vật nào có thể đâm thủng nó. Ừ. Khó có một dung dịch nào có thể hòa tan vào nó. Ừ. Dạ, con tính lợi dụng chuyện này. Ừ. Con sẽ làm ra một sản phẩm vỏ điện thoại mang tên vỏ dừa. À, đúng, hay quá. Đúng rồi, đúng chính xác. Vỏ dừa không thể nào mà một hợp chất nào làm tiêu được nó. Đúng. Không thể làm bể được nó. Đúng. Nhưng bỏ vô lửa là cháy tèn bèn nó luôn. Bỏ vô lửa là nói làm gì cha? Đúng rồi, vỏ dừa rất cứng. Hãy tin con tôi đi. Nếu không tin tôi chứng minh liền nè. Ui da, cái gì vậy? Vỏ dừa cứng quá mà con, sao con đau vậy? Cái vỏ dừa nó cứng, nó chắc, nhưng mà cái đầu không có chắc. À, má quên, má
quên là con đang đội trái dừa trên đầu, mới quên, mới tưởng là cúng thiệt, cúng thiệt. Quánh như vậy sao nó chịu nổi? Nó bể sọ, nó chết à. Ô, được rồi. Xịt cháo ra giờ à? Được. Vừa nó cũng có sáng kiến chế là cái vỏ điện thoại bằng vỏ dừa. Vỏ dừa. Hay rồi, hay. Hay quá, bây giờ mình ăn mừng cái hay của nó đi. Đúng rồi. Con lấy cái lẩu khác, lấy cái lẩu khác. Ăn mừng. Hay quá con ơi, mình lấy cái lẩu mới đi con. Nè, bưng lẩu mới ra, mình có cái lẩu cũ cho đi con. Trời ơi. Nóng mà chị. Nóng. Ủa cái này chưa ăn hết mà. Kệ đi, bây giờ mình đổi mới rồi, mình phải lấy cái lẩu mới luôn chứ. Đúng rồi, cái lẩu mới mình bưng. Ăn mườn cháo, đúng không thành vấn đề. Ngồi ăn lẩu mới. Chứ có lẩu khác. Rồi ăn lẩu mới. Lấy lẩu mới ra đây. Mừng lẩu mới. Mừng lẩu mới. Một sáng kiến mới. Hay quá. Và đây lẩu lá dừa. Hay quá. Mời lẩu lá dừa. Ủa, tôi thấy đâu có gì đâu mới. Có cái lá dừa mới với rau thơm mới thôi rồi. Sao mới? Ta mới đem vô, giờ ta mới đem ra là mới đó. Đó, lẩu mới đem ra. Ờ. Cái lẩu này là 320 nghen. Sao vậy? Bình thường nó có 70 gì mà. Thì 320 là bởi vì sao? Đích thân dĩ nhân đem cái lẩu ra là phải tính tiền thêm chứ, 320. Ờ, thôi, được rồi, mọi người giờ ngồi chơi nha. Con phải lên trên đọt dừa nghiên cứu tiếp nha. Nghiên cứu gì vậy con? Nghiên cứu sự di chuyển của bầy kiến. Hay quá, sự di chuyển của bầy kiến. Sẵn tiện con xem phim luôn đi. Phim gì? Sự im lặng của bầy cừu. Đúng rồi. Sau đó là coi tiếp sự trở lại của khủng long. Nghiên cứu nha con, nghiên cứu nha. Ta đi đây. Dễ thương quá trời đi. Thấy thiên tài đây. Cái gì vậy? Là bởi té xong đó, mi cưng nghe chưa? Thiên tài té xong hả? Té mà sao mà em cười. Trời ơi, em mừng chứ anh té xong đâu bị đâu, khi nào té giếng nó mới bị điên. Ăn mừng cho sự. Mừng sự té xong của con. Rồi. Đã quá. Ủa quên, hồi nãy nó có hai đứa con, sao mới có thấy đứa vậy? Bây giờ đứa thứ hai khoe luôn nha. Khoe luôn đi. Khoe luôn nha. Khoe luôn đi. Con ơi, vô con. Má ơi. Trời ơi. Má ơi. Xin lỗi, không đi. Con kêu má hay con chửi má vậy con hả? Con kêu má ơi. Có cách nào mà kêu nhẹ người ta có được không? Kêu từ mẹ coi. Mẹ ơi. Trời ơi. Nó kêu má. Giống nó chửi má nó dễ sợ vậy trời. Mày kêu má cho nó nhẹ hơn. Thôi bây giờ kêu thân mẫu đi. Thân mẫu ơi. Cái gì vậy hả quý tử con? Dạ thưa thân mẫu. Hài Nhi có chuyện gì? Dạ theo như mà đội hình má đã chia thì một đứa trên trời và một đứa dưới đất. Không, một đứa trên cây và một đứa dưới đất má chia. Sao? Dạ đúng rồi. Rồi, một đứa trên cây và một đứa dưới đất. Rồi sao? Kết quả là một đứa trên cây đã lọt xuống một cái tử. Rồi sao? Bể sọ. Trời ơi chết rồi. Cái gì? Trời ơi thiên tài con tôi nó bị bể sọ rồi trời ơi chết tôi rồi. Đi. Bây giờ anh con đâu? Con người nhờ cái sọ không có sọ bể rồi chết rồi còn gì nữa. Anh con đâu rồi? Anh con đâu rồi? Dạ, đi đâu vậy? Đi cứu anh con. Anh con có bị gì đâu con? Bể sọ đó. Bể sọ. Bể cái sọ dừa. Trời đất ơi, mới còn nói nguyên câu dùm cái mà trẻ câu ra tưởng bể sọ não không à. Bà nội cha mày hù tao mày. Má nó nghe nè. Má muốn rượt lại con, đừng có rượt nghe. Thôi, trời ơi, con cái bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Trời ơi, cho nó chạy một cái là mất tiêu liền thấy chưa. Trời ơi. Nó còn nhỏ mà. Ủa sao nó chạy lẹ quá vậy hả Sáu? Trời ơi, một đứa là có ốc, một đứa là không ốc. Thằng này không có ốc. Nó ngu, dễ sợ ngu vậy đó. Ủa xem nó là thiên tài. Nhưng mà nó được là nó được cái đôi chân. Trời ơi, nó chạy nhanh còn hơn con hươu nữa đó. Cái gì à? Em mà mỗi lần em rượt nó là em không bao giờ rượt được hết trơn á. Em tự động em đi về không đánh được nó một miếng nào hết trơn á. Cái chân nó chạy nhanh dữ lắm. Vậy là thằng này nó có thành tích gì không? Trời ơi, ta nói nha, cái chân của nó chạy phải nói là không có ai rượt kịp hết. Cái cặp giò của nó là còn hơn là nó là nhanh hơn quả tiễn nữa đó anh. Ủa? Em thấy được cái tài năng của nó nên em đầu tư nó từ lúc còn nhỏ. Em đầu tư cái gì? Em hướng nó là một cái người gọi là gì, cầu thủ siêu sao đó, cho nên là mới mặc một bộ đồ mà cầu thủ nổi tiếng thế giới là cái đội gì đó. Ờ đúng rồi, cái áo vàng vàng thì quen lắm, đội gì quên rồi. Brazil. Cái gì? Brazil. Ông nội không phải, đội Brazil. Ờ. Đó là tiếng Pháp ông ơi, tiếng Anh là Brazil. Thôi đi anh ơi, người ta tiếng Việt là Brazil. Brazil. Dễ đi. Thôi là cứ gì cũng được hết trơn á. Nghĩa là cái đội nổi tiếng đó. Cho nên là em muốn nó thành cầu thủ siêu sao của đội Brazil gì đó. Nên em cho nó uống sữa từ nhỏ. Uống sữa gì? Uống sữa Brazil để thành Brazil tương lai. Ồ, uống cô gái Brazil để thành cầu thủ Brazil. Yeah. Có khi nào thành cô gái Brazil luôn không? Brazil là gì? Nào,
tầm bậy, người ta đàn ông rặc gì mà ông rặc mà chú xương gái không sợ thì thành gái thì sao? Không, cái tên thì thôi nhưng mà cấu tạo sữa là đàn ông. À, trời ơi, cho nên là từ nhỏ tới lớn là một đứa là uống sữa không, một đứa tôi cho ăn dừa từ nhỏ tới lớn, làm sao mà không thành thiên tài chứ được. Ủa, thiên tài, thiên tài. Hai thiên tài. Sao vậy hai con? Nói má nghe. Hai con. Hai con. Chú gì vậy? Ai đánh hai con hả? Dạ không ai đánh hết. Chứ sao? Con bị đau bụng. Sao đau bụng? Tại sao đau bụng? Hả? Con uống sữa từ nhỏ tới lớn không đau bụng, mà sao ngày hôm nay đau bụng chứ? Con bị cái gì? Anh bị Tào Tháo rượt. Hả? Sao vậy vậy? Từ nhỏ tới lớn ăn dừa không bị Tào Tháo rượt, vì sao hôm nay bị Tào Tháo rượt là sao? Dạ, vậy? Dạ đúng rồi. Tại vì uống sữa má cho từ sáng cũng uống, trưa cũng uống, chiều cũng uống, tối đang ngủ. Vậy? Uống sữa. Còn con thì sao? Ăn dừa suốt ngày hả? Không có, bữa nay đổi món. Dạ, cho nên là ớn quá, hai con mới quyết định đổi thực đơn cho nhau. Là con ăn dừa, ảnh uống sữa. Con này, mày uống sữa. Con ăn dừa. Cho nên bây giờ hai đứa bị đau bụng. Trời ơi. Trời ơi, con ơi là con. Má đã huấn luyện với tụi con từ nhỏ tới lớn, bao nhiêu công sức của má bây giờ đổ sông đổ biển hết rồi. Ai con ơi, tôi muốn ước mơ con tôi thành thiên tài mà bây giờ thành thiên tài rồi. Trời ơi. Đúng là thiên tài, gặp thiên tài. Một tiểu phẩm rất vui nhộn đúng không thưa quý vị? Mà thiệt. Trời may quá, may quá. Lê Khách, em tới rồi. Trời, một mình anh không biết nói cái gì ra. Ồ vậy hả? Anh đuối lắm hả anh? Em hay quá. Đuối quá, em mệt quá anh ơi. Làm cái gì mà mệt, hay quá ha. Hồi nãy anh mới vừa coi trong tiểu phẩm nè, thấy sáo nổ coi bộ cũng hợp với em quá ha. Sao hợp vậy anh? Hợp với em quá, nổ banh xác rồi bỏ anh đứng đây một mình nè. Anh đừng giận em mà, anh biết không, em quay xong chương trình là em quay lại với anh cùng với khán giả của chương trình Danh Hài Đất Việt liền chú bộ. Anh thấy không, anh thấy em giỏi kìa chưa, anh thấy em tạo thiên tài quá giỏi đúng không? Quá giỏi luôn, nổ tao nói là banh nhà lồng rồi banh xác tao nói rùi mũi chết rạp dưới chân em hết luôn á. Thôi được rồi, việc tạo được thiên tài hay không thì chúng ta phải chờ đợi sau vài chục năm nữa. Còn bây giờ hãy nhanh chóng quay lại chương trình đi, khán giả đang chờ em kìa, em giới thiệu đó. Dạ, em xin lỗi anh. Quý vị thân mến, còn bây giờ thì Lê Khánh xin mời quý vị cùng đến với nhạc cảnh sắc đẹp, một sáng tác của Hồ Việt Trung do chính Hồ Việt Trung trình bày cùng với nhóm minh họa Buka Hải Triều và vũ đoàn Đam Mê. Mới ơi mới, mày chờ tôi với con mới. Nhanh lên. Trời đất ơi, muốn đẹp thì phải nhanh nhẹn lên chứ. Tôi đi từ từ. Từ từ cái gì mà từ từ, tới rồi đó. Ở đây là ở đâu vậy bưởi? Trời, tôi thấy giống cái nhà triển lãm tranh quá vậy. Cái gì vậy? Nè. Điên quá à, ở đây là thẩm mỹ viện. Tuy rằng mày nhìn ở ngoài ngoài nó như vậy, nhưng mà vô bên trong á nha, là một cái thẩm mỹ viện rất là cao cấp. Ở trong đó là trang thiết bị là rất là hiện đại luôn á. Ủa vậy hả? Ê mà nói nghe nè, tao cũng hơi sợ chút xíu. Sợ gì? Tao sợ á, vô mấy cái thẩm mỹ viện không có được nổi tiếng á, nó giống như tin báo đăng á. Trời ơi, cái gì vậy? Mày đã đi theo tao thì mày phải tin tao chứ đúng không? Đây, nhân chứng sống. Phải tin tao. Mày biết tao lúc trước mà đúng không? Quên rồi. Đây. Nè. Hả? Tao lúc trước. Dạ con, đây, tao bây giờ. Wow, khác biệt quá vậy. Đó thấy chưa, nhân chứng sống ở đây là phải tin đúng không? Tao tin mày rồi. Ê nói nghe nè, nhưng mà tao còn một cái thắc mắc lớn ở trong đầu nó vướng hôm nay tao chưa giải quyết được. Thắc mắc gì? Tao không biết là cái ông bác sĩ của cái tiệm này nè, là có chụp thuốc mê nhân người ta rồi xong mà sàm sỡ không? Không. Không. Đúng. Không làm. Ê, cái gì vậy? Tao không làm. Trời bị ơi. Bởi vì cái mục đích chính của tao ở đây là sao tao lại tao giải phẫu thẩm mỹ đúng không? Nhưng tao muốn là bác sĩ phải chụp thuốc mê sàm sỡ trước rồi làm sao? Tao nói thiệt với mày, tao nói mày đừng có buồn nha. Cái thay của mày á, mày có nằm dài lên đó mày giả bộ ngủ bác sĩ cũng chưa làm gì mày nữa, chứ đừng có nói chi là chụp thuốc mê ha. Bưởi. Nguyễn thì bé Bưởi. Cái gì vậy? Nè, bạn bè chơi với nhau bao nhiêu năm trời nay mà lôi cái xấu của bạn ra nhà nói là sao vậy? Thì đó, tại vì mày quá xấu cho nên tao mới đem mày vô đây để tao
làm cho mày đẹp. Im đi, đừng nói nữa nha. Từ lúc mà một chút xíu mà tao bước vô phòng mổ là hết bạn bè. Tại vì sao tao bước ra tao sẽ đẹp như tiên. Mày hiểu không? Bao nhiêu người sẽ bu tao. Mày hiểu chưa? Thôi đi thôi đi. Tới lúc đó đi rồi hả tính ha. Đừng có nằm mơ tưởng mình hoa hậu hả? Kệ tao. Không mệt quá, kêu bác sĩ cái đi mệt quá. Ngồi 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 đây chờ đi rồi tao kêu bác sĩ rồi cho. Mệt mày quá. Ê ê này có nước. Cái gì vậy? Ngồi chưa? Ngồi vậy? Chừng nào thành con gái? Con gái. Không không không, lộn lộn lộn. Chừng nào thành con gái á mới có thể ngồi được cái dáng đó như chưa? Nghe chưa? Từ sáng đến bây giờ ha, từ sáng đến bây giờ nè, không có ai là lì lợm nè, lì lợm nè đốt. Ê! Ai vậy? Anh đang làm cái gì vậy? Đốt phong long. Tại sao? Không có khách. Khỏi đốt. Vô đây. Vô đây, vô đây. Em vẫn nói tới cho anh. À khách đó hả? Đây, đây. Anh, bác sĩ, anh có nhớ em không? Cô nghĩ sao mà tôi nhớ cô vậy? Một ngày tôi bận, mổ biết bao nhiêu người, làm sao tôi nhớ ai với ai được? Mang nhột chưa, có chừng đi lộn tiệm, thôi đi chỗ khác đi. Cái gì vậy? Anh phải nhớ em chứ. Hôm bữa đó là anh mần em á, là anh mần toàn cơ thể em luôn á. Tôi mần cô hồi nào? Dạ. Tôi mần cô hồi nào? Tôi làm cô chứ tôi mần cô hồi nào? Sửa sắc đẹp. Ờ thì là làm, cho là làm đi ha. Đó hôm bữa đó anh làm toàn cơ thể em luôn á. Cái về nhà ba má em nhìn em không ra luôn. Hàng xóm thì xa lánh em. Chỉ có duy nhất một con này. Một con này là nó nhìn em thôi. Đúng rồi. Anh muốn sửa sắc đẹp cho đẹp. Dạ anh sửa dùng cái con này dùng em nha. Giờ sửa làm sao? Em muốn sửa, em muốn sửa toàn diện, em muốn sửa hết, em muốn sửa từ đầu tới chân, em muốn sửa. À, nếu mà được, nếu mà anh cao tay thì anh sửa luôn cái nết cho em luôn. Thôi em... khó quá, khó, cái nết là khó lắm, cái nết là bỏ đi, cái nết của mày là ảnh không có sửa được đâu, tao mới sửa được. Mày ai vậy? Mày sửa sao? Mai miệng mày lại là mất cái nết liền. Con quỷ! Bạn bè nói chuyện kỳ cục. Mệt quá, anh sửa giùm nó nha. Nha anh, nha, anh nhớ em không? Hôm bữa đó anh sửa cho em đó. Buông ra! Cái gì vậy? Cô làm gì tôi thân với cô lắm hả? Đi ra! Cô đụng như cô xà xà cho người tôi hoài vậy? Không, đừng, đừng xà cho người ảnh. Nha anh nha! Ông đi ra! Ông! Ê, bình tĩnh. Anh làm ơn. Anh kêu là cô đi ra giùm em. Cô! Cô đi ra đi. Mọi người bệnh gì? Không, cái bệnh của nó lạ lắm anh. Cái bệnh của nó mà ai mà kêu nó bằng thằng, bằng ông, bằng anh hay gì đó là nó bắt đầu nó làm như vậy đó anh. Vậy hả? Dạ. Sửa. Bây giờ anh có thể sửa giùm cho bạn em không? Dạ. Bây giờ ai sửa trước? Em! Dạ nó. Dạ em sửa hết rồi, không còn gì để sửa đâu dạ. Anh. Dạ, em sửa. Y tá đâu? Bắt đầu mổ! Quen hết sức rồi. Bác sĩ, xong chưa? Xong rồi, vô coi đi. Còn bạn em xong rồi hả? Xong rồi. Ok. Đây, em gửi bác sĩ nha. Em gửi bác sĩ nha. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn nha. Cảm ơn nhiều. Bạn em đâu? Vô coi bạn em đi nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn mấy chị. Ê, tỉnh. Ta đẹp chưa? Ta đã thành con gái chưa vậy? Yêu quái chứ con gái cái gì? Ta đẹp. Khánh, em có Facebook không? Dạ có chứ. Anh với em chưa có add fan với nhau đó nha. Mình add fan đi anh. Add đi rồi về em lên cái gì anh nhảy vô anh like cho em. Like xối xả luôn á. Nhớ nha, hứa rồi đó nha. Ngày hôm qua đó em đang ngủ mà 1 giờ sáng cái em thức dậy. Cái em mới nhớ là em chưa có up cái status nào lên hết. Cái em ngồi dậy liền. Rồi là ngồi dậy ghi liền cái status liền vậy đó hả? Dạ không, em ngồi dậy em ăn khuya. Em ăn khuya xong cái em chụp hình lại cái em mới up Facebook. Trời ơi, mới vừa đăng lên thôi nha mà có 2 comment liền á anh. Trời mà comment cái gì chồng? Comment đầu tiên ghi là ngon quá. Comment thứ hai ghi là rảnh quá, đêm không ngủ mà up Facebook. Còn anh cũng vậy nè. Hồi bữa nha, tức là anh chỉ mới là coi như là hơi buồn ngủ thôi nên mới rảnh quá ngồi cầm máy điện thoại biết làm gì, up lên buồn ngủ quá. Vậy đó, mà đứa nào ba chớp ba nhán nhảy vô comment liền. Bộ gì bồ đá hay sao buồn ngủ?
Người ngu sao mà ngủ? Cái gì đó tùm lum bà la chứ không có gì gì trớt quớt luôn. Không anh ơi, tại do anh xui thôi. Chứ chơi Facebook đó, giúp rất nhiều người giải tỏa stress, giải tỏa căng thẳng đó. Thật ra đó, cái gì cũng vậy. Anh Toàn thấy cái gì ở mức vừa phải nó cũng đều có tác dụng tốt, đúng không? Anh nói, vậy thì chúng ta mời quý vị thử làm một cái gì đó liên quan tới Facebook đi. Một tiểu phẩm quý vị nhé, mang tên Ôi Facebook của Nam Long, với sự trình bày của các nghệ sĩ Trung Dân, Phương Dung, Diệu Nhi, Buka và La Thành. Ông ơi, ông nhích cái chân cho con lao cái chỗ này một cái ông. Ê, cái gì vậy? Sao tự nhiên là con làm cái gì vậy? Con lao á. Cái chỗ này nó rộng lắm, ông đó ngồi cho con lao với nha. Nè. Dạ. Ông nói cho con biết nha. Con vi phạm trầm trọng hiến chương Liên Hiệp Quốc rồi chưa? Có gì ghê vậy ông? Nãy giờ con đâu làm gì đâu ông. Con đang xen vô đời tư của ông đó. Không có, nãy con liếc sơ cái chứ con chưa có thấy gì trong đó hết trơn á ông. Chưa thấy gì hết phải không? Dạ chưa. Như vậy thì con được. Cái dạ. Chuyện là chuyện riêng tư của ông. Ông không thể nào mà cho phép con tham gia vô đây được. Nhưng mà có chuyện gì mà ông vui, ông ngồi ông cười hoài với ông. Nãy giờ con để ý ông nha, ông ngồi ông cười hoài luôn á. Ông có quen một người. Ai không? Chị ạ. Người nào vậy ông? Thôi, đừng nhiều chuyện nhiều chị. Đừng nhiều chuyện. Xe ra. Đứng đó. Ha. Để cầm cái cây đó lên. Dạ. Cầm cái cây đó lên. Rồi, cầm cái cây ha. Dạ. Đây có cái xô. Đây. Cầm cái xô đó, xách lên coi. Đi qua phòng bên kia, lau dọn sạch sẽ cái phòng giải trí giùm tôi. Đừng có ở đây nhiều chuyện nữa. Ale, hấp. Dạ. Bực mình mà. Như nhà, như nhảnh. Tối ngày xen vô chuyện người khác. Có trả lời. Anh tính tặng quà gì cho em? Được. Anh sẽ tặng cho em một hũ trao. Có trả lời. Tại sao anh cứ rủ em qua nhà anh chơi hoài vậy hả? Trả lời. Anh rủ em qua nhà chơi vì muốn giới thiệu em với tổ tiên anh. Có trả lời. Thôi, không chịu đâu. Kỳ quá, mới quen mà, kỳ quá à. Nũng nhẽo hả ta? Em hãy cố gắng sắp xếp thời gian. Chúng ta sẽ gặp nhau và có những điều bất ngờ. Có trả lời. Nhưng mà qua nhà anh em sợ gặp người lạ em ngại lắm luôn á. Mất cỡ. Em đừng lo. Cha mẹ anh chết lâu lắm rồi. Nếu có chuyện gì tiến xa hơn thì em cũng không bị làm dâu đâu. Có trả lời. Nhưng mà em sợ nhà anh có ai nhiều chuyện lắm nên nói em tùm lum hết là em buồn. Đúng rồi, cô ấy sợ cũng đúng. Nhà anh không có ai nhiều chuyện hết, ngoài con nhỏ, cháu hay làm công chuyện như lao nhà. Sao tự nhiên ông nói xấu con với người lạ vậy? Trời ơi, hồi nãy giờ con ở sao? Con thủ thủy thù thì con nói thế lời của bà bên đây hả? Con xem hết những cái chuyện của ông rồi hả? Thì bây giờ con
lỡ á, cái con lỡ cái tự nhiên không hiểu sao dạng như con bị cái gì á ông ơi, con đi qua con định dọn dẹp mà dạng như con bị hút á, con bị thôi miên á, cái con không thể nào mà rời được cái đó luôn á ông. Làm gì vậy, làm gì vậy, làm gì vậy, xem vô đời tư của ông hả, tìm hiểu chi vậy? Ông, yeah. Ông đừng có giấu con nữa, con biết hết rồi. Ông có bồ. Đừng. Ông mới quen một người phụ nữ rất là đẹp. Cô ấy đã làm cho ông cảm giác sống có ý nghĩa hơn trong lúc tuổi xế chiều. Đó. Thấy chưa? Ôi. Cô thấy bà mặc đồ bơi đi bên hồ bơi đẹp không? Trời ơi, sao nhìn cổ đẹp dữ vậy ông? Chị cổ, nè. Nè. Con kêu ông bằng ông mà con kêu người yêu vợ tương lai của ông bằng cổ hả? À, dạ không phải, tại vì á nhìn bà trẻ đẹp lắm luôn á ông ơi. Con xứng dạng không? Xứng chứ, thiệt luôn á. Hai người dạng như là tiên đồng ngọc nữ luôn á ông. Dạ, dạ, con chụp hình ông đi, con chụp hình ông rồi con gắn vô hai người đứng kế bên được không? Hả? Chụp hình ông, con gắn vô trong đó hai người đứng kế bên. Không ông, à, con nghĩ tại vì cổ chụp đẹp như vậy á, á lộn, bà lớn tuổi mà bà chụp đẹp như vậy là tại vì bảo đảm bà có dùng phần mềm. Phần mềm gì? Phần mềm 360 độ. Là cho sao nên là, ông, là sao? Ý con là cái phần mềm này nó hay lắm không? Coi như là cái mặt của ông nha, nó nhăn đúng không ông? Nó nhăn nếp nhăn á, tuổi tác đúng không? Coi như là nó sẽ xoay ông. Dạng như xoay ông 360 độ nha, xoay đúng 360 độ. Mặt ông láng on. Nó nhăn mặt chưa? Chưa. Nhưng mà không sao. Còn cái tóc nữa, nó làm được cho mình cái tóc luôn không? Tóc ông. Dạ, cái tóc ông màu bạc phải không? Ừ. Coi như nó sẽ xoay 360 độ mặt ngược lại. Dạ, phải ngược lại. Ngược lại là coi như đen thui. Ông đen tóc chưa? Không, cái này phải làm trong máy không? Vậy mà cứ tưởng là nãy giờ con làm để ông trẻ, ông xứng với bà ấy. Không, nhưng mà bây giờ con chụp hình cho ông. Ồ, chụp đi. Dạ, rồi con ghép vô đây là con chỉnh một cái là tươi xanh luôn không? Dạ, dạ. Một, hai, ba. Ê, đây, ông nhào tới cái ghế nha. Táo bạo không? Thêm mấy kiểu nữa. Được rồi, con sẽ đăng cái tấm hình này của ông nha. Lên Facebook mà còn ghi cái status là thú dữ sủng chuồng. Anh là ông muốn sinh vật lạ. Ông muốn cái status đó, nó độc đáo không ông? Không, ông chỉ muốn là con đặt cái status là hoàng tử đã tái xuất giang hồ. À, dạ rồi. Ông muốn sao cho làm vậy? Dạ. Nhưng mà ông có tin trả lời, có tin trả lời. Hỏi cho con coi. Đi làm việc, làm việc đi. Ông chuẩn bị những giây phút ông hạnh phúc nhất trong căn nhà này rồi. Ê. Dạ, chào cậu mới về. Chào chị mới qua chơi. Chị chào em. Dạ. Rồi bây giờ em nói đi. Rồi bây giờ sao? Em muốn cái gì? Ô, anh muốn cái gì mới đúng á chứ. Tự nhiên em bỏ anh đi xong xong mà có chuyện gì thì anh phải nói rõ ràng đó chứ. Anh không ngờ em thay lòng đổi dạ như vậy. Ô, em làm cái gì mà em thay lòng đổi dạ? Em ngoại tình trên Facebook. Anh nói đi. Tôi ngoại tình trên Facebook, tôi ngoại tình cái gì? Tại sao người ta gửi tin nhắn cho em mà em dám vô em xem? Đã xem. Ủa nhưng mà cái đó là Facebook của em có quyền vô xem chứ? Đúng rồi. Ủa mắc cười không, tin nhắn của một người lạ, của một người con trai không hề quen biết, người ta nhắn tin cho em xem làm sao? Em vô em xem chứ em đâu có trả lời đâu. Ha, em trả lời là sao em biết được? Ủa em trả lời xong, dù khi bấm không ai dạ em cũng vậy, em bấm xóa hả? Người ta nhắn cho em cái đó là chỉ có một chiều thôi, em không hề trả lời lại mà anh lại ghen tức lên là vậy là sao? À, hả? Đúng rồi cậu, nhiều khi cậu mù quáng á, thật mù sự quán cậu không có hiểu rõ vấn đề. Mày biết cái gì mày nói? Ờ, dạ. Sao? Sao cái gì? Anh thất vọng về em lắm. Em cũng biết thành phần Facebook và những người coi như là xấu xa không? Những người đó ăn không ngồi rồi người ta lợi dụng em. Người ta thấy em đẹp người ta vô nhắn tin cho em hiểu không? Ủa anh nói chuyện gì mà anh nghe được đó hả? Em chơi Facebook. Đúng, em có chơi Facebook không? Em có Facebook luôn á. Nó có Facebook, anh có Facebook không? Có tất không? Nhiên là có. Đó, anh cũng có Facebook. Cả tụi mình, ba đứa mình đều chơi Facebook. Chẳng lẽ ba đứa mình cũng là người xấu hả? Nhưng mà tụi mình khác. Tụi mình là khác, còn bọn họ là khác. Làm sao mà anh đánh đồng như vậy được? Đúng không? Là,
cậu nãy giờ là con rất là nhịn cậu thật sự á cậu. Tại sao lúc nào con cũng nghĩ ở trên Facebook á toàn là người xấu không vậy cậu? Chứ sao, con người mình nha là có người tốt người xấu, ngoài đời cũng vậy, xã hội cũng vậy, trên mạng trên Facebook cũng vậy, không phải là ai cũng là người xấu đâu nha cậu. Đúng vậy, thiệt luôn á, con nói thiệt cái cậu biết nha cậu. Coi như là bữa nay là ông của mình á quen người yêu trên Facebook là người tốt nha. Út qua đây. Thiệt có nãy giờ con cũng nhịn nè, con nhịn con không nói cậu luôn á. Cô nói cái gì? Ông quen một người lạ ở trên Facebook hả? Người tốt nha, mà đẹp luôn á, con nói cậu nha, thiệt á, ánh mắt mơ hồ luôn. Con nói con chưa bao giờ mà thấy ai mà có thể mà đẹp như vậy, bằng tuổi với ông, thật sự bằng tuổi với ông, nhưng mà rất là đẹp. Con không biết là có phải chỉnh phần mềm không, nhưng mà cặp mắt to lắm cậu, hai cái má coi như là dễ thương, cười phúng phính với miệng chấm chín, còn răng đủ nha cậu, lớn tuổi nhưng còn đủ răng, người ta là người tốt đàng hoàng. Út qua đây, qua đây, qua đây. Đừng có nói như vậy, tội nghiệp người ta lắm. Nhưng mà làm sao em biết là ông quen bạn gái trên Facebook vậy? Trời em rành lắm cô, thiệt, ngồi xuống kể cho con nghe. Sao hôm coi như là hai người đó quen nhau là trong lòng bàn tay của em. Ủa vậy hả? Không có chuyện gì cũng kể cho em nghe chứ bộ. Ồ, là em biết, nhưng mà tại sao hai người đó quen được nhau? Trời ơi, chắc rứt. Nói chuyện nhớm luôn á. Em thấy chưa, hồi đó anh thua em sao? Anh với em chỉ có hai người nhắn tin inbox nói chuyện với nhau thôi. Bây giờ là chơi bày đàn, chơi một group 3-4 người, chấp nhận được không? Em nghĩ thành phần như thế nào mới chơi chết group nhiều hơn luôn, 700 người thấy chưa? Dạ thiệt. Bày đàn mệt quá. Bây giờ anh nghĩ sao vậy? Facebook nó có chat riêng vậy, nó có chat nhóm, nó tạo ra chat nhóm để làm gì? Để mình vô đó mình giao lưu, mình trao đổi với nhau, thì biết đâu ba của anh vô đó trao lưu giao đổi nhiều người thì thấy hợp một người, thì bây giờ rủ ra chat riêng. Đúng rồi cậu, cái này cô đúng. Tao phản đối chuyện này. Tại sao phản đối? Chơi phải chung một đường kẻ trước người sau, làm đi vô tình hát vu vơ mấy câu nhạc tình, nàng làm như vô tình gây đơn trăng dễ đâu làm quen. Đẹp quá ông ơi. Vậy ba, trời đất ơi, bữa nay ba ăn bận cái gì giống như xe lốc hôm vậy ba? Ba ủa, mình ở trên cái vùng cao mà mình lạnh, mà mình mặc đồ lạnh chứ con. Dạ con chào ba. Ba nói cái gì? À, chào con. Ba nói là vùng lạnh mặc đồ lạnh hả? Thời tiết đây làm gì lạnh? Thế con đang mặc gì á? Áo lạnh. Nhưng mà con nói ba nghe, nhà con nguyên một cái lò sưởi bự nè, nó đốt con cháy cái nhà luôn rồi, bận cái não. Ba đi đâu? Đi chơi, đi hẹn hò. Nảnh mày. Ba, ba đây con nói ba nghe nè. Ba ngồi xuống đi. Ba ngồi xuống đi. Dạ ba ngồi đây đi. Ba, con nói thiệt với ba, con bé Út nói con nghe rồi. Cái chuyện mà ba có người bạn ở trên Facebook, con ủng hộ, nhưng mà ở mức bạn bè thôi ba. Còn bây giờ mà ba công khai mối quan hệ tình cảm thì con không chấp nhận được nha ba. Bình tĩnh lại. Ba làm ơn cắt bỏ giùm con đi. Bình cắt tĩnh lại. Gì? Cái mối quan hệ của ba đó. Với ai? Với bạn gái của ba. Cái người mà chat bày đàn mà rút một lúc là 7-8 người đó ba. Ba nghĩ sao vậy? Tao đâu có chơi bày đàn. Cô Út nói nè. Dạ nhóm á, ông nói á, trong nguyên cái hội luôn, trong cái nhóm nguyên cái group luôn á. Dạ. Ông cái hội cái group là y võ dưỡng sinh, cái hội tập thể dục của ngoài công viên, còn tao chơi Facebook á là tao chỉ chơi, tao chỉ ẹt con người à. Nhiều chuyện mà không biết gõ ngọn ngành gì hết á ba. Không, bây giờ tại vì ba biết làm sao không, cái thành phần trên Facebook á là những người đó phức tạp không mà ba. Ngoài bạn gái con với lại bé Út ra thì không có ai tốt hết đó ba. Bởi vậy ba làm ơn, ba tránh xa mấy người đó giùm con nha ba. Nhiều khi họ thấy gia đình mình giàu có thì họ biết ba là ba của con, họ vô đây họ lợi dụng cái gia đình mình, họ ăn cắp tài sản coi như là họ chiếm đoạt tài sản gia đình mình sao ba? Đúng không ba? Ba cảm ơn con. Má con chết này lâu lắm rồi. Dạ. Ba không có ai bầu bạn. Ba sinh tụi con ra cũng nhiều lắm, mà tụi con đứa ở nơi hết rồi. Một ngày đẹp trời, con nhìn thấy ba ở nhà một mình, giống như con chó già. Con đưa cho ba cái Facebook, cái iPad, cái điện thoại. Con kêu ba chơi. Ba chơi, ba có bạn. Bây giờ, con... Thôi ba trả lại hết tất cả những thứ đó cho con. Ba không cần. Ba ơi, ba muốn có bạn, có bè cũng được hết ba, nhưng mà con không muốn ba... coi như là quen ai hết, ba hiểu không? Người ta lợi dụng ba, người ta là thành phần bất hảo, ba hiểu không? Sao mày biết người ta bất hảo? Con không nói nhiều nữa, nói tóm lại con không chấp nhận. Đi em. Anh... em là người tốt nhất mà anh từng biết á. Anh
đi ra lẹ lên. Cô xin lỗi bác, con xin lỗi bác. Con sẽ không làm người tốt, con sẽ bảo vệ cho bác. Ôi. Nè. Cô. Con xin lỗi ông, con không biết lúc nãy con nói tùm bậy tùm bạ, con kể thiệt cho cậu, con không biết cậu giận con bỏ đi. Con đuổi con đi hả Âu? Không phải con làm trong đây biết bao nhiêu năm rồi, bây giờ ông đuổi con đi, con lỡ bị con nói chút xíu một. Ông đuổi con đi. Tao không có đuổi mày. Tao biểu mày đi qua phòng bên dọn dẹp đi. Dạ, con cảm ơn ông. Có ai trong nhà hôm làm ơn cho Thổi không chút xíu coi nè. Có. Dạ xin chào, cho tôi hỏi thăm người kia có phải là Lãng Tử Cao Nguyên không ạ? Đúng. Thiếu nữ sơn cước nè. Lãng Tử Cao Nguyên. Trời đất ơi. Nè, nhìn ông ở ngoài hả? Già hơn trong hình nhiều nha. Tôi nhìn thử hoài, tôi thấy bạn xấu hơn ở trong hình đó nha. Đúng rồi, tôi nói là tôi không có mặt. Nè, tôi nói cho ông biết thiệt chưa? Tại sao tôi không ăn ảnh nhưng mà tôi gửi hình cho ông trên Facebook á, là mặt thật của tôi không á? Tôi rất cảm ơn khi mà bà đã nhận cái hũ trao tôi tặng. Tôi rất cảm ơn là khi ông nhận tôi trái bầu. Bầu mà chấm trao là số 1. Chứ còn cái gì nữa. Mời bà ngồi. Mời ông ngồi. Bà uống trà nhé. Ồ, tại sao lại là cho tôi một cốc rượu vang đi. À, nếu mà rượu vang không có sẵn thì thôi cho tôi lon bia đi. Nếu mà uống chất kích thích rượu và bia thì cũng tốt thôi. Nhưng mà ở cái không gian như thế này, không, tôi sẽ dành cho bà một cái không gian lãng mạn hơn. Mình ra một cái chỗ nào đó cho nó vui vẻ. Ai à, này, chúng ta chỉ mới là bạn với nhau thôi nha. Còn có những chuyện mà như mà nói chuyện vui vẻ lại này là đừng nghĩ tới nha. Trời đất ơi, thiếu nữ sơn cứ không thích đâu. Tôi biết, tôi cũng tôn trọng bà mà. Tôi muốn đi dạo cùng với bà ở thung lũng tình yêu. À, tôi thích đi đồi thông hai mộ hơn. Ở trên đó chỉ có hai cái mộ thôi, cũng giống như hai đứa mình vậy. Nữa vậy nha, hai cái đồi thông hai mộ đó được á. Tôi không thích đồi thông hai mộ. Sao vậy? Nếu đồi lên đồi cù ngon hơn. Thôi là bây giờ đi. Trời cứ mùa này thì Đà Lạt cũng không lạnh lắm đâu. Mình ra Hồ Xuân Hương mình đạp dịch đi. Không đạp dịch. Chúng ta sẽ cưỡi ngựa. Không, tôi thích đạp dịch. Cưỡi ngựa. Đạp dịch. Cưỡi ngựa. Ủa mà nè, sao hai chúng ta tánh tình và cái chí hướng nó khác nhau quá thì làm sao làm bạn được? Yêu nhau thì người con gái và người con trai ít khi nào có điểm chung lắm. Họ phải có điểm riêng để làm chi? Để không giành lộn lẫn nhau. Ha, chứ nếu mà hai người cùng chung một chí hướng với nhau á, trời ơi hạnh phúc quá cũng nhàm chán phải không? Ít ra là ông thích ăn cơm á thì tôi phải thích ăn phở, ông thích ăn hủ tiếu á thì tôi thích ăn mì. Ôi, nói chuyện với ông hả còn vui hơn nói chuyện trên Facebook nữa cơ. Bây giờ đi ra ngoài Hồ Xuân Hương. Đúng rồi, ra Hồ Xuân Hương mà chúng ta cưỡi ngựa. Là chúng ta xuống chúng ta đạp dịch. Ôi, đi. Gì vậy? Đi con người. Sao chúng ta là bạn nhau mà? Đâu? Dạ. Bà trốn giúp tôi được không? Trốn đâu? Nhà của ông tôi biết trốn đâu đâu. Bây giờ vậy nè ha. Sao? Bà chui vô trong cái lò sưởi bà trốn giúp tôi đi. Ông tính quả thiêu bắt chân cung hả? Thôi, không được. Có sao đâu. Bây giờ tôi với bà vô phòng ngủ. Đi. Nè, tôi với ông chỉ là bạn thôi nghe chưa? Còn cái chuyện mà ngủ là không có đâu nghe. Không, ý tôi nói là bây giờ bà phải lánh mặt một chút thôi, xíu. Thôi có gì đâu, bà phải lánh mặt chút xíu. Tôi không thể nào gửi cho bà nhìn thấy. Em nói nãy giờ mình vẫn không hiểu, thôi vô đây. Anh nói em rồi, bây giờ ba anh thay đổi quyết định mới chấp nhận. Thay đổi cái gì mà thay đổi? Dạ con chào. Thấy chưa? Có phải người đàng hoàng không? Mới quen biết mà ôm ấp nhau như vậy. Có đâu, không có, bình tĩnh lại nè. Anh bình tĩnh. Để giải quyết anh đi ra đi. Nhưng mà cái gì? Không có nói nặng lời. Con chào ba.
anh. Em thấy chưa, không dám nhìn mặt anh luôn mà. Già mà bà đặt tóc bạc rồi nữa ha. Cái gì? Nói gì mà cũng nói được nữa hả? Ai già mà tóc không bạc? Thì ngoài cái chuyện đó ra, coi kìa, ba quen với người nước ngoài hả ba? Hả? Trời đất ơi, ba đứng tới vai bả làm sao mà ba quen được ba? Ba. Em thấy chưa, đâu phải người đàng hoàng. Bài đặt băng bận như người nước ngoài á, Việt Kiều hả? Dạo này có nhiều người giả bộ làm Việt Kiều để về đây lắm em à. Về đây lừa đảo. Con anh vạch mặt nè. Ôi, anh... Where you from? What? Where you from? I from Đà Lạt. Gì vậy? Thấy chưa? Đà Lạt là cái gì? Là Đà Lạt. Bả là người Đà Lạt. Là ở đây. Là ở đây nè. Con anh vạch mặt bà tiếp nè. Thôi. What's your name? My name Chu. Chu là hai đó. Oh yeah. Là bà hai ở Đà Lạt. Yeah. Ở đường nào vậy? Hương Xu Hồ. Ở đâu? Hương Xu Hồ. Hương Xu Hồ là Hồ Xuân Hương đó. Oh yeah. Ủa vậy gì đúng. Bà hai ở Đà Lạt, ngay đường Hồ Xuân Hương. Bà hai Đà Lạt. Hồ. Cái đường đó đi qua đi lại hoài, quét em mấy lần. Ê. Ê anh ơi. Gì? Cái mái tóc này quen lắm nha. Quen dữ lắm nha. Anh ơi. Dạ. À, dạ. Cái bác gái gì ơi cho con nhìn. Ủa? Con? Má? Sao con ở đây? Sao má ở đây? Nhà của ai? Nhà của bạn trai con. Nhà của bạn trai má. Ủa bà. Bà là bạn trai của má bạn gái con hả? Đây là con trai của tôi ạ. Tại sao ông lại biểu tôi phải giấu tụi này vậy? Ủa ba ơi, vậy là quá ra là ba quen. Chết rồi. À, tôi nói cho cố luôn. Tôi cũng xin lỗi bà. À, thật sự tụi nó không thích cái mối quan hệ của tôi với bà trên Facebook. Ờ dạ bà không có. Tại sao lại là không thích? Bà. Tại vì nó. Chào bà, dạ thưa bà, tất cả mọi chuyện trong căn nhà này con đã biết hết. Ảnh á, cậu đây nè, con của ông nè, nói những người trên Facebook là người không đàng hoàng. Cho dù bề ngoài có sang cách mấy, có đẹp cách mấy, có nhà giàu, có lộng lẫy cách mấy cũng không đàng hoàng, không phải là người tốt, là đồ lợi dụng, là cái thứ không tốt. Con biết hết luôn, cậu là con của ông mà con nói như vậy đó, dạ thưa bác. Nè, cậu nói là tôi quen với ba cậu trên Facebook là những người xấu phải không? Cậu nhìn lại đi, ba cậu có gì không mà để tôi quen tôi lợi dụng? Ủa, còn cậu con gái của tôi cũng quen nhau từ Facebook mà. Vậy sao cậu con gái tôi quen nhau được? Nè, nếu mà cậu nói là Facebook xấu gì, được rồi, cậu với con gái tôi xù đi, đừng có quen nữa. Còn tôi với ba của cậu cũng xù luôn. Còn ông đó, ông xóa cái nickname thiếu nữ sơn cước của tôi đi. Còn em xóa luôn cái tên cái nickname bà... Lãng tử cao nguyên đi. Hả? Khoan má, đừng có về mà má. Thật sự cái chuyện này cho con xin lỗi đi. Bác gái ơi, bác gái, con chỉ muốn nói bác gái một câu thôi. Cái lúc mà con biết cái câu chuyện này là con không hề biết cái người đó là bác gái. Dạ con xin lỗi bác gái, bác gái bỏ qua cho ba con với con. Với lại con hứa với bác gái là con sẽ bỏ ngay cái quan điểm này. Con không bao giờ có những cái suy nghĩ như vậy đâu. Tại vì con lo cho ba con quá thôi mà bác gái ơi. Dạ đúng rồi đó bà tha lỗi cho cậu đi bà. Tại cậu còn trẻ, còn bồng bột, còn không biết suy nghĩ. Nha bà đừng có xóa ông đừng có xóa bà nha. Con xin lỗi tại cái miệng con nhiều chuyện nè. Con xin lỗi bà, con xin lỗi ông bà đừng xóa nhau. Mà bây giờ lãng tử cao nguyên và thiếu nữ sơn cước hãy cùng nhau để chế độ hẹn hò. Lê Khánh và Đình Toàn xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Danh Hài Đất Việt.
gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Sao lại hận anh? Tôi mất rồi. Rồi anh biết rồi, mất chồng phải không? Không. Chứ mất cái gì? Mất guốc. Kiếm guốc cho chị nhanh lên. Quỷ nào là guốc trả đây à? Trời ơi. Vợ ơi vợ thôi. Vợ đừng hiểu lầm, cảm ơn dancer nhiều nghe. Chào cảm mấy ơn em. Nhóm múa giúp đỡ chị. Ủa phải không? Đừng có giận anh nữa mà. Giận. Anh không có ngoại tình gì hết. Thật ra anh dàn cảnh để thử lòng em thôi, coi là em có ghen có thương anh hôn vậy mà. Thiệt không? Thiệt chứ, đàn ông mà ai nói dối bao giờ. Không phải không? Hay hả? Anh là đàn ông mà. Em thôi đừng giận mà vợ em ơi. Em tin rồi. Vậy hả? Dạ, đàn bà nhẹ dạ lắm. Trời ơi, dạ. Đã xấu mà còn nhẹ dạ nữa, tội cho em quá. Thường vậy á, cho nên bị chồng bỏ hoài á. Chúc mừng em nghe. Thôi khỏi mừng nữa Khánh, anh mệt lắm rồi Khánh. Ủa sao vậy anh Toàn, sao anh xả dài lẻ quá vậy? Thiệt là nãy giờ anh mặc bộ đồ này đẹp lắm anh Toàn ơi. Ta nói nha, trời, con gái thiệt không đẹp bằng anh á. Rồi anh đầu tư công phu dễ sao. Trời ơi kìa, ba dòng á, rõ ràng luôn, nảy nở vô cùng luôn, đẹp lắm. Bây giờ giữ cái phong độ này mà phát huy anh ha, anh nổi tiếng hơn nữa. Thôi khỏi Khánh. Trời, ta nói mới có đội cái tóc giả rồi mặc cao đầm vô, mấy giờ anh muốn nín thở nãy giờ rồi nè. Thôi trời ơi, cái này tao nói lâu lâu là một lần thôi chứ em nghĩ sao. Ôi mà công nhận nha, phụ nữ hay thiệt á. Đình Toàn chỉ giả một chút xíu thôi nè, mồ hôi mồ kê tóc tai nó tùm lum hết trơn á. Trời quá quý vị ơi, thật ra Khánh đứng gần anh Đình Toàn thấy những giọt mồ hôi của anh ấy đổ ra rất nhiều, chứng tỏ là cái sự lao động này rất là nghiêm túc và rất là công phu. Đúng quá phải không quý vị? Và bây giờ anh ơi, hôm nay anh rất đẹp trong chương trình ngày hôm nay, cho nên là em ưu tiên cho anh chào trước. Bởi vì sao? Lady first. Ủa nữa hả? Thôi được rồi, ráng hôm nay thì Đình Toàn sẽ ráng cho hết. Và chúng tôi Lê Khánh và Đình Toàn chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Danh Hài Đất Việt. À dạ, xin lỗi. Cái gì vậy? Có điện thoại. Xin lỗi. Ai gọi vậy? Dì em gọi mới chết chứ, không nghe không được. À. Alo dì hả? Dì Tám hả? Dạ. Sao con? À rồi con biết rồi. Gấp lắm hả? Con biết rồi, nhưng mà hôm nay con bận rồi không có về được mới chết đi chứ. Dạ rồi, gấp lắm phải không? Ngày mai con tính cho, ngày mai con làm cho ha. Vậy ha. Rồi. Cứu người phải không? Rồi, ngày mai làm, ngày mai cứu kịp. Rồi. Ồ, cái gì vậy Khánh? Dạ. Trời ơi, chuyện gấp cứu người mà phải để tới ngày mai hả? Em phải đi liền ngay bây giờ. Trời ơi, dì Tám của em là cái người rất là tốt bụng, ai có bệnh hoạn gì là dì đều giúp hết. Mà dì gọi cho em á là lúc nào cũng cấp bách hết trơn á. Nhưng mà thật ra cái chuyện này á là ở trên Biên Hòa có một ông thầy thuốc rất là giỏi. Dì của em muốn em chở dì lên Biên Hòa để mà xin thuốc. Mà cấp bách đến mức độ vậy á, ngày mai đi cũng đâu có sao đâu. Coi như là dì làm cho nó gấp gáp vậy phải không? Dạ. Nhưng mà nè, thật ra dì Tám của em á từ bi như vậy là tốt á. Nhưng mà chỉ có điều á, giúp người thì giúp nhưng cẩn thận, coi chừng bị người ta lợi dụng lòng tốt của mình, hiểu không? Dạ em cũng biết như vậy, em cũng nói với dì. Nhưng mà dì nói thôi, cứu một mạng người còn hơn xây 10 kiển chùa. Rồi á, giúp đỡ nhưng mà nhiều khi cũng rắc rối lắm anh ơi. Giống sao như mà? Là cái cô bé hàng xóm kế bên em nè, bị bệnh dời leo. Mà mẹ cô bé cử không có cho nói là từ dời leo, tại vì sợ càng nói là cái bệnh nó càng phát triển hơn nữa, khó trị. Vậy không nói dời leo, nói gì? Thì nói bệnh bò đó hả? Nó bệnh đó. Bệnh đó là bệnh gì? Là bệnh đó đó. Là bệnh đó đó là bệnh gì? Là bệnh dời leo. Trời ơi, thì cũng nói rồi. Thì bởi vậy anh ép em quá em phải nói luôn đó. Rồi cuối cùng sao? Cuối cùng là bây giờ bao nhiêu người ra tiệm thuốc tây cũng không thể nào mà mua được. Bởi vì không có nói bệnh đó thì làm sao bác sĩ mà biết mà bệnh gì mà đưa thuốc uống. Ha. Bởi vậy mới làm khổ em nè. Cái em mới xung phong, em nói là thôi bây giờ để con đi xin thuốc về để cho cô bé uống cho. Ôi vậy là em có cách mới đúng không? Em ra em gặp bác sĩ em nói sao để em mua thuốc đó? Thì em nói là bán thuốc dời leo. Thì đó, bác sĩ phải nói, phải tính nó từ dời leo thì bác sĩ mới biết bệnh gì. Thì đó, xong rồi mua về mà biết gì không? Gì? Cái thuốc đó đó không phải là thuốc thiệt, mà là bột mì bột năng gì pha vô. Lừa đảo mới ghê chứ. Anh Tài có biết vụ này họ sẽ pha kháng sinh với lại các loại bột mì bột năng để tạo thành một loại thuốc bột đúng không? Ôi con bé mém bị nhiễm trùng đó anh. Nếu vậy thì em phải kể ngay cho dì Tám của em nghe một cái câu chuyện này. Bảo đảm nghe xong dì Tám sẽ rút kinh nghiệm liền. Câu chuyện gì vậy anh? Ai dựa dựa ai? Mình xin tới đó
là hoa nó đẹp, nó nở đều vậy đó. Nhìn y bông vải vậy đó. Cái gì vậy? Cứu con với. Mày bị cái gì? Con chịu hết rồi. Sao vậy? Cho con qua nhà chú con ở, con không ở với vợ con nữa. Ủa sao vậy, không đồ nhà qua nhà chú ở? Con chịu không nổi đó. Chuyện gì? Nó hành hạ con quá. Nó hành hạ mày sao? Nó hành hạ con từ trên xuống dưới luôn, con chịu không nổi. Nó hành hạ con? Dạ. À hay là mày, mày làm cái gì nó mới hành hạ mày chứ? Con không có đáp ứng được, bực bội lắm rồi. Hiểu rồi. Bởi vậy tao nói mày trẻ mà cứ ăn chơi, không có chịu lo làm việc tập thể dục như tao rồi, thấy không? Khỏe mạnh, thấy không? Trời ơi, chú có cách nào chú giúp con? Chú đứng chú nói hoài, con nói là con không có đáp ứng được, con chịu hết nổi rồi. Có cách. Chú có cái bình rượu cá ngựa đó đưa cho mày về uống để đáp ứng. Bây giờ cá ngựa mà với lại nhân sâm đưa con cũng không có nổi nữa. Ủa gì kỳ vậy? Con đuối lắm con. Mày đuối hả? Không mấy giờ mày đi coi bác sĩ coi bị gì vậy? Bị gì? Đuối quá mày không có khả năng hả? Trời ơi, khả năng gì, uống ngày nào cũng uống chịu gì nổi. Ngày nào cũng tin đâu lời ba cái ông thầy bùa thầy phép gì, lúc nào cũng pha bùa pha phép pha ngải gì cho con uống. Uống từ ngày này qua ngày khác. Con không uống hả? Tối con đang ngủ bóp miệng đổ bùa vô miệng con. Cái gì? Nó cho mày uống bùa à? Dạ. Uống nước bóp hồng bắt uống. Dạ. Mà cái thuốc của ai vậy? Của cái thằng tên gì? Thằng Chí Phổi. Ông Chí Phổi gì đó, ở xóm trên nè. À phải, mày nói cái thằng Chí Phổi mà ở xóm La Cà không? Đúng rồi đó. Trời, cái thằng đó tao biết mà, nó tên là Chí. Mà nó không lo làm ăn cho nó tối ngày nhậu nhẹt chữ thề, cho nên là người ta mới đặt nó là Chí Phổi, coi như là con cháu Chí Phèo đó chứ gì. Trời ơi, không phải. Hồi đó là nó là Chí Phổi, nó ăn nhậu vậy là đúng rồi. Rồi sau này á, tự nhiên là bữa nhậu xỉn, cái đi ngang qua sông trượt chân lọt dưới xong rồi bà con vớt lên, ổng nói là ông bà ông giải gì nhà dựa ổng đó, dựa ổng, xong rồi giờ ổng trị được bá bệnh luôn. Vợ con tự nhiên đâu tin lời ổng, nghe đi trị bệnh cho con. Trời đất mà ơi. Chú biết không, con nó đi khám rồi. Hôm bữa là con đi khám, hai vợ chồng lấy nhau lâu rồi không có con. Rồi đi khám bác sĩ nói là hai đứa con là bình thường. Ừ. Rồi qua bên ổng khám, ổng nói là tại vì con bị đẹp trai. Đau thiệt. Tự nhiên qua đó khám ổng bình gì đó, bị đẹp trai. Mày đứng yên quên. Mày đứng yên nha. Dạ. Tao xịt cho mày tỉnh lại đó. Sao mày tự tin? Con đâu có tự tin. Mày đẹp trai hả? Không phải à, lúc đầu con tự ti lắm, tự nhiên từ lúc qua khám ổng ra cái con tự tin luôn à. Ổng nói là tại vì con đẹp trai quá, mà cái chuyện đẹp trai con đâu có muốn. À. Cha sanh mẹ đẻ ra rồi tự nhiên nó đẹp vậy thôi, chứ sao mình muốn được. Thôi dẹp cái vụ đẹp trai rồi đi. Tại sao cái vụ đẹp trai mà là dính dáng tới cái vụ mà vợ bắt mày uống ba cái thứ mà... Đó, mình nói thường thường là đẹp là phải có người theo. Đó, mà con đẹp mà người sống không theo, mà nói người chết theo con. Đó, có cái dòng nữ nào theo con rồi ghen. Không có cho vợ con có bầu, bây giờ đó vợ con là thấy vậy là lấy bùa lấy phép về nhét vô miệng con cho con uống. Trời đất ơi, hèn. Đêm nào nó cũng chích. Cái gì? Nó chích chịu không nổi. Nó chích con. Đang ngủ đè nó chích 7 cái. Trời ơi, chích 7. Bấy hết luôn. Bấy hết luôn hả? Bấy nhầy luôn. Trời đất ơi, hèn gì, nhìn mày thảm quá. Khác hồi xưa nhiều. Tay á, bả tay. Đi đây cho em coi. Đứng ở đây mà chừng nó tìm muốn chết luôn à. Mở cửa cho con vô. Đi. Mở cửa ra cho con vô. Trời ơi. Không. Con bình tĩnh đi con. Tôi không chích. Con làm cái gì vậy? Con lấy nhang con làm cái gì vậy? Thì chính biểu con là phải chích vô cho ổng. Trời ơi. Mày chích chai cho người đó hả? Không phải, tao chính biểu con là một ngày là phải chích 3 lần, một lần đó là 7 cái dấu như vậy nè. Rồi tao đủ 49 ngày nó mới chụp cái dòng ra. Đi. Thôi, tao không chích đâu. Chích ra. Sao rồi? Mới rồi mà. Sao rồi? Trời đất ơi. Có sao không? Trời ơi. Tao đếm 1, 2, 3 ra nghe không? Bởi tao nói cả em thầy chính nói là bị như vậy đó. 1, 2, 3. Trời ơi. Đi, đưa cái lưng ra đi. Thôi, trời ơi, cái nỗi đau này không bằng cái nỗi đau này đâu. Trời, cái gì chích tùm lum vậy? Con bình tĩnh đi Bầu nha, con bình tĩnh đi. Trời đất ơi, ám ảnh luôn á. Đêm nào cũng đè chích hết à. Sao vậy? Bà nói là chích cho đi, tôi trục dông ra rồi mới có con được. Rồi chỗ nào mà có con là bà chích, bà chích từ lưa chỗ lưng con nè. Trời đất ơi,
Cái ghê quá vậy. Mày chưa hết đâu, còn đây nữa nè. Mày mày sao có gì vậy mày? Cái bụng nè. Bụng quá trời luôn. Cái ghê quá. Thôi được rồi. Con à, con chết từ cái dông trục, cái dông gì của trong người nó ra. Dông gì? Thì chính nói vậy, con đâu có biết cái dông gì. Trời ơi, tại sao bây giờ thời buổi này mà con đi mê tín, con nghe là cái ông thầy chính gì chi vậy? Tại chú không biết á, ở xóm dưới kia kìa, ông năm nếp á bị ung thư ha. Ủa? Rồi cái bà mì mứt gì đó, bà bị một nhọt, tới ông là chữa hết luôn á. Ủa? Không nghe. Đi ông xã đi, chợ trễ rồi. Ê, khoan. Chú là chồng của con mà đâu phải chồng của chú đâu. Biết rồi, nhưng mà chú có nhiệm vụ là chú phải ngăn cản những cái chuyện mà nó không có hợp lý, hiểu chưa? Bà nghe ai nói? Bà nghe ai nói là ông Mười với bà Năm chị hết bệnh? Ờ đúng rồi. Chú ở đây mấy chục năm rồi, chú chưa bao giờ chú nghe ông Năm nếp với bà Mười múp. Thì con cũng đâu có biết, con nghe người ta đồn thôi. Trời ơi, mày rảnh quá. Nó nghe người ta đồn mà nó chích tụi bấy người luôn à. Ông xã không có được giữ nghe, ngoài đường nghe, không có được đánh vợ nghe. Tôi đánh đâu, tôi xịt cho nhan tắc coi cái bộ đánh rồi nào. Thôi đừng có nói nhiều nữa, tới giờ chết rồi. Trời ơi, cứu con. Ê, ở đây rồi. Chú bỏ đi. Được rồi, đứng lại. Để tao tính vụ này cho. สัมส้มไพรทุ่มสัมไพรทุ่มทาสัมไพรสัมทาทุ่มทำไพรทุ่มทุ่มทุ่มบะทุยทำchào thầy chó. Ê, dạ chó thánh sĩ là cái gì? Là chí thánh sống. Ủa mày nói lái kiểu gì vậy? Dạ kiểu của tôi. Nó nghe nè. Dạ ngồi gần đi, ngồi gần đi, ngồi gần đi, ngồi gần đi, ngồi gần đi. Dạ rồi, mở miệng ra. Dạ, chí. Vô. Vô duyên thầy bà đã kêu tên cho đăng quang chí thanh sông. Dạ dạ chào chí thanh sông. Ờ dạ đây là đây là cháu của tôi. À em ra lấy cái lư hương giùm thầy, nhanh lên, quan trọng lắm, nhanh lên. Nhớ không phải cái cậu ở dưới đây nè. Ngồi xuống, ngồi xuống, nhanh lên, nhanh. Đang ngồi lên đâu đó nè, ngồi lên đâu đó nè. Ông xã ngồi tới đâu mà? Rồi, để đi xuống nào. Để cắm nhang thôi chứ gì hết. Rồi, cảm ơn, đi về đi. Trời đất ơi, ông này cũng rảnh quá ha. Kể đây con. À, nữ. Dạ. Who are they? Ông nói gì vậy con? Dạ, là ông này là chú con. Chú? Dạ. Đây là? À, ông xã con. Chồng. Dạ. Chú chồng. Dạ. Chồng chủ. Ok. Anh cho tôi biết anh là ai. À dạ, thưa đây là cháu của tôi. Ừ. Nó lúc trước nó rất là khỏe mạnh. Ừ. Nó làm giám đốc một cái công ty công rất là lớn. Tự nhiên sau này tự nhiên nó đâm mê sản, nó không còn nói năng bình thường nữa. Là bữa nào tôi dẫn tới đây nhờ thầy chữa giùm nó giùm. Là nhìn vào mặt của nam này đây, thầy thấy vong á, dữ mà bứ, theo nó theo mà nó ngồi lên đầu hỏi luôn. Trời đất ơi, cái giống mà chơi mất dạy vậy. Cái đầu thờ cha thờ mẹ mà ngồi lên đầu tụt tóc. Không phải đâu, cái dòng của lúc trước khi chết đó là thở cắt tóc. Nó buồn buồn
nó lấy tông đưa đẩy cái hôi luôn. Trời ơi, người ta hở cái tóc tôi chết rồi đốt theo cái tông đơn chi. Nên tôi biết được luôn cái dòng đó ở bên mi. Dạ. Ở bên mi. Dạ mi nào ạ? À, bên nhỏ này hiểu nè. Dạ. Dạ dạ dạ. America. America. Dạ dạ. Là Mỹ luôn nó mày khỏi dịch. Dạ. America. Tại sao biết cái dòng ở bên Mỹ biết không? Dạ sao vậy thầy? Tại sao? Cái dòng mập đúng không? Dòng bự đúng không? Thì phải ở bên Mỹ. Là bởi vì ở bên đó mới có bơ, sữa ăn là mập và hay quá. Hay quá trời. Hay quá. Dạ. Đến đây gặp thầy là đúng rồi. Dạ. Thầy sẽ trị. Ngày xưa người ta bị cục ghẻ, gặp thầy hết ghẻ. Wow. Người ta bị một cốc. Dạ. Gặp thầy hết một cốc. Wow. Bị ung thư ạ, ung thư ạ, ung thư. Gặp thầy à? Dạ sao? Chết luôn. Cái gì kỳ vậy? Thầy nói lộn rồi. Không có sống chứ không chết. Nó chết là vì nó gặp thầy trễ quá. Chứ dạ. Gặp thầy sớm là hết luôn rồi. Hay quá. Hết cứu luôn à. Không, ung à, cái ung. Phải gặp sớm thì thầy trị. Thầy đẩy cái cục ung ra. Nó giống như cái cục mũ á, cái cục bua uống ra hết luôn. Hết rồi, hai mặt hết hết luôn. Em nói đúng mà. Thầy thầy nghe 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 cháu đây nói là thầy là có người ở trên giữa phải không thầy? Thầy là tu ở trên. Ồ. Ở trên núi à? Ngày xưa mưa xuống á, núi ngập. Dạ. Mưa nhiều quá cái trời đất tích tụ vào thầy. Cái đầu thầy không bình thường. Yeah. Thầy không phải là con người. Thầy là cái con gì ấy. Thầy không biết cái con gì. Vậy hồi nãy coi chừng con chó là đúng rồi đó. Anh, đừng nói tầm bậy. Đâu? Đừng có nói bậy vậy, thầy đừng có giận. Cái dòng nó ngoài cắt tóc ra, nó còn dữ à, nói bậy à, nó giật cho chết à. Ủa, dạ. Sao con nói là sao mày, sao mày nói là thầy này ở dưới té xuống sông mà? Ai biết vợ con nói kìa. Té sông đó, vợ ông nói té núi. Té núi. Ủa sao vợ ông nói té sông? Sông núi gì nó cũng nằm ở cái phần cảnh, phong cảnh hết. Bỏ qua đi. Thôi bỏ qua chỗ đó đi. Bỏ qua đi. Dạ thầy có thể chữa giùm cháu tôi được không thầy? Rồi qua đây thầy bắt mạch nè. Ông xã ngồi đi ông xã. Ngồi nhẹ thôi. Cái chuông của ai đó? Cà đem kem chuối nó giờ nó bỏ quên thôi. Giận chưa? Biết rồi. Quỳ làm gì? Ngồi xuống con. Ngồi xuống đằng thầy chưa ngồi mà. Tôi thấy ổng quỳ tôi quỳ luôn chứ. Để bắt mạch nè. Chuẩn bị. Mày đưa tay ra làm gì? Bắt mạch. Mạch đâu trong tay? Ủa chứ đâu thầy? Lỗ tai. Lạ quá ha. Thì thầy chữa khác người ta. Dạ. Chết. Cái gì thầy? Chết rồi. Ủa sao thầy? Sao thầy? Chết mày rồi. Sao vậy? Sao chết vậy? Cực rái không. Cái gì vậy? Ở giờ qua cực rái không mà. Ơi làm hết hồn rồi nãy giờ. Sao mày ở giờ vậy? Đã nói đi tấn kỳ lỗ tai cũng chịu. Nó bóc vô rồi, dơ tay từ lần. Khoan bây giờ khám bệnh hay là bây giờ mình làm vệ sinh thân thể? Thầy có thể nói gì căn bệnh của nó là sao không thầy? Bệnh dạ trước tiên nè, thầy nói là đúng bệnh này nè. Bị da liễu đúng không? Dạ không phải, nó nói năng có da liễu. Dạ, sao thầy biết vậy? Thế nào trong người cũng có một cái bệnh gì về da liễu. Mày có bị gì không? Có không? Nói thiệt đi. Có. Thì chưa, thầy biết ngay mà. Nào? Ở chỗ nào? Ngứa đây. Ngứa là tại em trắng dương nha. Đúng chưa? Ngứa đúng chưa? Đúng rồi. Là da liễu đó. Ngứa là da liễu. Dạ da liễu đó. Sao mà chích cái gì vô người tôi để tôi bị da liễu vậy? Anh chích ngang thôi. Trời ơi, chích ngang. Bây giờ đúng rồi. Người này nặng lắm rồi. Mày có cách nào trị không thầy? Có. Thầy có một trợ lý. Trợ lý? Người trợ lý này rất là giỏi. Dạ. Nó có một cặp môi vàng. Cái môi của nó hung vô chỗ nào hết bệnh chỗ đó. Wow.
Ồ. Hay vậy hả thầy? Bây giờ để thầy kêu nó ra. Dạ dạ dạ. Thấy không, con nói mà thầy giỏi lắm luôn. Ung đô bà thầy Ram tu di bà la cho bà lưu quang. Có bà ra chung 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 bà ra. Hay gì vậy thầy? Nó hát bài mừng tuổi mẹ. Mừng tuổi mẹ hả? Sao nghe thấy ghê vậy? Có hiểu lắm. Ngày xưa mẹ nó qua đời, nó buồn, cắt tóc nên để bằng trán cao như vậy luôn để nhớ mẹ. Nhìn thật là thông minh. Một đứa con gái thiệt là thông minh, tráng cao, đẹp, mặt như Lương Bích Hữu. Cái gì? Mặt này như Lương Bích Hữu? Mày không nhìn ra sao? Mặt nhỏ này giống như là Lương mà bị thiếu ngủ. Trời ơi, em nói anh im đi mà. Cái ban bố thần thánh là mày chết là con bơ này. Nói cho họ nghe, con có khả năng gì đi? Số quá trời 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 trời, hình dung. Cái gì? Tao nghe cũng chưa rõ luôn. Nói lại mày. Phi Nhung là cái gì vậy? Nó muốn hát một bài của Phi Nhung. Cái gì? Cái gì? Chữ bệnh nó sẽ hát gì vậy? Đây là cái văn, phần văn nghệ Gia Lao để cho mọi người tâm trí thoải mái đi. À, dạ 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 dạ, thoải mái đi. Dạ dạ dạ. Hát một bài của Phi Nhung đi. Bài 57 tuổi em đi lấy chồng. Dạ. Hát đi cái tâm trạng để cho vợ chồng người ta nhớ lại cái thời người ta yêu nhau. Dạ. À. Dạ. Ông ơi, ơi thôi 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 thôi. Mày chửi tao hả mày? Cái gì vậy? Sao mày nhai cái gì cho mày chưa qua? Con kia hát mà sao vợ tôi nắm tôi chặt quá, làm như vợ tôi giận cái gì á? Không có, em nói anh ngồi im đi, trời em sợ anh đánh nó. Con nhỏ này sao nó hát những Phi Nhung như mày làm gì? Con đâu có biết đâu. Hát giống không? Nghe giống không? Không. Giống Phi Nhung thôi chứ. Con không có biết. Trong này hát gì giống như Quỳnh. Rồi được rồi. À. Giới thiệu cho mọi người biết con là ai đi. À. Chó là chó. Không, mày nói luôn đi. Không mở tôi mỗi lần mày nói tôi nhức đầu. Nó nhỏ này hồi xưa là thầy nuôi về. À. Nó có một khả năng đặc biệt. Dạ. Yeah. Là bởi vì trên núi á, nó đi lên núi, nó leo lên núi. Dạ. Yeah. Nó leo. Ui, thấy dây leo. 50 dây leo. Sao? Đứt cái dây leo. Tê luôn. Nó lăn từ đỉnh núi xuống. Bây giờ, nên nó có khả năng đặc biệt. À. Một khả năng không phải ai cũng có. Rất đặc biệt. Sao thầy? Đó là khùng. Trời ơi. Cuối cùng là bà này là bà điên đó hả? Nó khùng. Nhưng vì nó khùng nên nó ra một cái khả năng đặc biệt, là đôi môi đặc biệt của nó. Nhìn đi, đó là đôi môi chữa bệnh nó. Wow. Giới thiệu cho mọi người biết con là ai đi, mọi người sợ con đi. Dạ. Sợ con đi tay. Cái gì vậy thầy? Cái gì vậy? Tao đố ai hiểu đó. Ai hiểu dịch được, tao tặng một cục vàng. Nó nói là tại vì tại hung nó hoài. Trời ơi, Quỳnh Trinh từng luôn á hả? Ừ. Bà cũng hay quá, chắc bà cũng té núi chung với bà này hả? Đâu đâu, nó cổ, nó lại lần nữa rồi. Cô tên gì? Khó. Biết rồi. Gì? Tên Thị Nợ. Chúc một mặt, đúng không? Trời ơi, ông nói vậy đúng hả? Ủa sao tự nhiên nó nghe được con nhỏ nó nói cái gì hay vậy? Sao không biết được hay vậy? Hãy nhìn cái miệng gọi đó. Rồi nào. Không chừng hồi xưa ở chung núi á. Cô nghe từ tiếng này rồi. Very good, very good. Có khi nào là hai người anh em cùng môi khác mẹ không? Ờ. Nó giỡn nha. Anh nói anh đừng có nói. Cô chữa bệnh đi. Bây giờ tập trung vô chữa bệnh đi nè. Khả năng của em á rất là giỏi. Hung như chỗ nào là hết bệnh chỗ đó. Hả? Hồi xưa có người khách có ghẻ ngay tay, hung như cục ghẻ, hết cục ghẻ luôn, mất luôn.
Một mình ông thôi đó. Hỏi nó đi, chỉ cho. Có đúng không vậy cô? Dạ đúng. Khi mà vô chuyên môn em phải nói tiếng người để người ta hiểu. À, biết nói tiếng người, biết chứ. Đây, nãy giờ địa ông anh nãy giờ rồi. À sao? Ông anh tướng tá rất là phớt pháp. Và tuy ông anh khỏe mạnh như vậy, nhưng thật ra ông anh bệnh rất nặng. Cái bệnh gì? Một cái bệnh này không ai biết được. Phải có người chuyên môn, tài giỏi như tôi mới biết được bệnh của ông anh. Dạ, bệnh của ông anh đó là bị bệnh phù thủng đúng không? Nhìn cái tướng mập mạp như phệ vậy là biết phù thủng rồi. Yên tâm đi, vô cái môi của tôi hung chỗ nào là hết bệnh chỗ đó. Bây giờ bị phù thủng, tôi hung một cái là hết phù thủng liền. Thủng chỗ nào? Đưa lại cho tôi hung đi. Cá ba sa. Dạ. Mày bớt đi. Mày là cá ba sa cho mày cá chủ kiến, ok. Dạ. Tôi đã hung xong rồi. 3 ngày sau ông anh sẽ hết phù thủng. Yên tâm đi, chúc mừng ông anh đã hết bệnh rồi. Dạ, 3 ngày sau ông sẽ xẹp lại body đẹp như tôi luôn. Wow. Chú ơi, chú còn cái một người không luôn đi. Hả? Cái một người đó là nó di căn rồi, không hung được đâu. Ê, đây. Qua đây tới băng này. Anh này bệnh nặng nè. Tôi bệnh cũng nặng lắm á. Cô ơi, chị giùm tôi đi. Yên tâm đi, cái môi tôi đụng ở đâu là hết bệnh chỗ đó. Ông anh bị bệnh gì tôi sẽ hung chỗ đó thì sẽ hết bệnh liền. Tôi bị vô sinh. Vô sinh? Thầy thấy là hình như mày không phải bị vô sinh mà mày bị vô duyên. Rồi bây giờ chuẩn bị theo thầy làm lễ vô sinh, chỉ có thầy mới trị được thôi. Cái đó là ca nặng rồi. Thầy đừng nói thầy hung nha. Mày điên à? Hôm mày té ông cố nội tao à? Bây giờ ngồi xuống đi, thầy làm phép nhanh lên. Ngồi ở đâu chỉ đàng hoàng đi. Ngồi đây. Khối không nè. Trời ơi, ụp mặt vô cái lon khói đi. Cái gì? Đúng rồi, xong hơi đi. Hey, nhỏ kia đứng làm gì lấy cái kiếm của thầy đi. Yeah. Đứng làm gì lấy cái chuông của thầy đi. À, rồi. Còn nhỏ cái đường ngồi là không làm gì đặt cọc tiền rồi đi. Dạ 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 dạ. Trời ơi. Dạ, dạ. Qua. Wow. Nặng quá. Yeah. Ủa thầy. Sao nghe nói thầy chữa bệnh không lấy tiền mà. Đâu có lấy tiền. Đây là không lấy tiền. Tiền sâu này là tiền sâu để cho ở bề trên. Để cho chứng giam. Tiền lấy. Bỏ nè. Bỏ đây là bỏ nè. Bỏ đây. Bỏ gì nè. Ok. Hey. Phái võ đàn này nó chuyên từ ma diệt quỷ. Ngươi là yêu quái vương nào? Thầy ơi, chồng con bị nhập rồi. Thầy ơi, chồng con bị nhập rồi. Cái chồng bị nhập vô rồi. Tao chưa làm phép nãy giờ, tao mới mua cho con không khí thôi mà. Tao có làm gì đâu. Đâu có làm gì đâu, phá võ đàn. Không khí tao không cần biết, tao chỉ biết là có người triệu tao xuống đây để trục con quỷ đây. Tao chết rồi thầy ơi, chồng con thầy ơi. Đừng có đấy, đừng có đấy. Đừng có đánh mày! Mày đi hả? Hả? Mày kêu nó được, ăn tao! Đừng có đánh mày! Đừng! Cái gì vậy? Đừng! Đây! Ông phá võ đàn ơi! Nè! Tụi mày quýnh thầy! Tao mét công an phường à! Nha! Ngồi xuống đi! Đưa đi kiếm chuyện thầy phải không? Ngồi xuống đi, trời ơi! Đưa kiếm đi! Con người mà kêu tôi mặt vô đây! Hít khói này kiểu gì nói! Bây giờ mày muốn gì? Muốn gì? Ông là cái ông này xạo, ông này tàu lao. Ông kêu công an xuống đây, kêu xuống đây. Đi ra, làm gì, làm gì? Không cho bớt giận không? Trời ơi, cái gì vậy? À, cái gì nữa? Thì đi. Ra là, tụi bay xạo, tụi bay không có ai nhập hết. Tụi bay vô đây, phải không? Tụi bay vô đây mà kiếm chuyện với thầy phải không? Ông á, ông lợi dụng người ta mê tín dị đoan. Ông làm bộ ông trị bệnh, ông lấy tiền. Tao lấy tiền mày hồi nào? Ê, bằng chứng đâu? Tao lấy tiền mày hồi nào? Bằng chứng hả? Bằng chứng có đầy đủ ở đây. Đúng rồi, làm gì có bằng chứng chứ.
xin lỗi hồi nãy đưa cho em tôi cất ở đây rồi, này làm gì có bằng chứng. Thôi đi, mấy lần trước tôi gửi cho thầy đó, tôi chuyển khoản đàng hoàng, tôi còn cái gì, còn cái gì? Ủa mày hại thầy, mày gửi gì mà không được? Ờ đúng rồi, bằng chứng đâu? Tôi còn bằng chứng mà. Bằng chứng gì, tên của ai? Nè, cái con nhỏ nhìn hao hao giống Phi Nhung kia. Nói phi lý đó, phi lý đó. Phi lý, mày là Phi Lý Hùng, Phi Lý Nhã Kỳ. Nói cho mày nghe, mày cứ gửi cái gì cũng được mà mày hại thầy ai biết được. Đúng rồi, không có con gửi đàng hoàng, con gửi 10 lần như vậy một lần là 2 triệu. Ai làm cha làm mẹ của bà, mặc bây giờ chết, ai làm cha làm mẹ của bà xin con. Thấy chưa, bà thấy chưa, bây giờ bà sáng mắt ra chưa, chừng bây giờ người ta trở mặt với bà rồi kìa. Bà ủ cha giận quá. Trước kịp trả đôi dép đây coi, trả đôi dép đây, tao lấy luôn mày làm gì. Bà đủ cha cho thầy thì tham dễ sợ, có đôi dép nào cũng chơi nữa, đưa đôi dép đây. Ông lấy dép tôi lấy dép ông. Bây giờ nè, có bằng chứng thì nói chuyện với nhau tiếp. Lấy bằng chứng, chứng tao kêu công an công đầu hai tụi bay. Đúng rồi, xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Đúng rồi, được. Anh hiếp thầy vợ tôi hả? Nếu mà hai người có bằng chứng, tôi sẽ có đầy đủ tất cả những hành động, những lời nói của hai người nãy tôi đều thu vô máy camera. Vậy camera đâu? Camera đâu? Đây đó. Nằm trong cái viết này. Cái gì? Cái viết là camera. Cái viết này camera, làm gì phim Mỹ vậy? Đó là tôi mua ở nước ngoài của 007 bán cho tôi đó. Này camera, camera kể đi. Mày tưởng mày khôn hơn thầy hả? Trời ơi, mày tưởng mày thông minh hơn thầy hả? Xối trá cái này mày. Trời ơi, con cỡ nào. Sợ quá, nó mất bằng chứng rồi. Bây giờ sao vậy con? Mất bằng chứng rồi, mày cười đi. Cái đó chỉ là cái camera thôi. Vậy? Còn tất cả dữ liệu á, nó nằm trong cái thẻ nhớ, nằm trong này nè con. Tù quân. Trong cái gia đình là cái dữ liệu hả? Xin được cảm ơn những nghệ sĩ đã đem đến chúng tôi một tiết mục rất là thú vị và những tiếng cười rất là sảng khoái. Anh Đình Toàn ơi, em nghe đồn ghê lắm anh Toàn ơi. Tin đồn gì mà ghê vậy? Ghê lắm anh ơi. Anh biết chị nghệ sĩ Quỳnh Hương không? Ca sĩ Quỳnh Hương? Dạ không phải, chị nghệ sĩ Quỳnh Hương hát cải lương. À biết. Ừ. Biết chị phải không? Trời ơi, em cũng biết chị rồi, em nghe tin á là chị mới đi trùng tu nhan sắc rồi đó. Lê Khánh, thật ra anh thấy vậy nè, cái việc mà nghệ sĩ hay là tất cả những người phụ nữ hoặc thậm chí đàn ông cũng vậy, nếu như họ không hài lòng cái nhan sắc của mình thì mình đi trùng tu hay mình đi thẩm mỹ, đi tút tát lại một chút thì cũng đâu có vấn đề gì đâu. À, anh thấy là bình thường đúng không? Đúng rồi. Em thấy cũng rất là bình thường, miễn là chúng ta biết cái giới hạn của cái việc làm đẹp. Đúng rồi. Để chúng ta luôn có được một nhan sắc thật là quyến rũ và đẹp nhất. Đúng rồi. Đúng không anh? Đừng có đi sửa tới cũng 2-3 cái mũi trên mặt là được rồi. Ôi trời ơi, mà 2-3 cái mũi thì ghê quá anh ơi. Anh ơi, chưa hết đâu, cái tin này còn ghê hơn nữa nè. Ghê hơn nữa tin gì? Dạ, anh Trung Dân mình á. Anh biết? Dạ. À, vậy là anh Trung Dân cũng đi trùng tu nhan sắc luôn hả? Không, cái mà chị Quỳnh Hương thì anh đồng ý, nhưng mà còn anh Trung Dân thì phải cẩn thận, biết sao không? Sao vậy? Anh đi tới trùng tu nhan sắc là làm khó cho bác sĩ đó. Bác sĩ dòm không biết sửa cái nào đây à. Đúng rồi, không có bác sĩ nào mà dám nhận sửa cho anh hết trơn á. Cái này là đồn khác. Đồn cái gì? Anh Trung Dân cho chị Quỳnh Hương 5 tỷ để đi sửa nhan sắc đó. Anh Trung Dân cho chị Quỳnh Hương 5 tỷ? Dạ. Để đi sửa nhan sắc hả? Dạ. Trời ơi, tin này chấn động nè. Chờ. Làm gì vậy? Anh gọi điện hỏi cái anh Trung Dân, không phải anh biết số anh thôi. Ôi đừng, trời ơi, đừng cứ hỏi như vậy, người ta tổn thương đó. Bây giờ mình sẽ tự tìm hiểu bằng cách là mình sẽ xem một cái nhạc cảnh này để biết thực hư như thế nào. Chà, có một cái nhạc cảnh mà coi như mình vạch mặt được vậy đó hả? Dạ. Nhạc cảnh tên gì? Xin mời quý vị cùng đến với nhạc cảnh Hai Lúa Mê Chân Dài với sự tham gia của các nghệ sĩ Trung Dân, Quỳnh Hương, Mỹ Hạnh và Thái Quốc Nguyên. Khoan đã quý vị. Cái gì nữa anh? Trước khi đến với nhà cảnh thì Đình Toàn vẫn thắc mắc không biết trong nhà cảnh này ai sẽ là chân dài, nhưng riêng Đình Toàn đoán chắc chắn là anh Trung Dân. Xem đi rồi biết thưa quý vị. Má. Thôi nãy này. Để tôi kêu má tôi. Hồi đó ông hứa với má tôi, ông cưới tôi về, ông yêu thương tôi trọn đời, chăm sóc cho tôi trọn đời, giờ sao bây giờ ông đòi ly dị với tôi? Thì không thích nữa thì ly dị. Bà có la làng la xóm đây cũng không ai nghe đâu. Bà nên nhớ khu này là khu tái định cư, chỉ có cái nhà mình là cái nhà cất đầu tiên.
à, mà bà mới ngộ á. Sao ngộ? Bà nói tôi là không giữ lời hứa chứ bà là một con người không giữ lời hứa luôn. Tôi làm cái gì với ông mà không giữ lời hứa? Bán đất mấy chục mẫu được bao nhiêu tiền? 15 tỷ. Tôi đưa bà 2 phần là 10 tỷ, tôi lấy có 5 tỷ à. Mà tại sao bây giờ bà cứ lăng căng mà lo hoài, bà la làng la sớm hoài vậy? Bây giờ ông nói cái vụ tiền bạc phải không? Ừ. Bó âm binh, bó mã tà, bà đây coi ăn cha hai lúa cho mê chân dài cho bỏ tôi nè. Bà câm cái miệng bà lại nha ha. Bà nói kiểu đó ha, tôi mất uy tín là biết tay tôi đó. Tôi nói rồi, tôi không có cần tiền, tôi không cần bán nhà bán đất gì hết. Em cần anh. Gì? Buông tay ra. Em cần anh à. Đừng có đụng tới thân thể tôi. Nhìn bà tôi vốn quá. Trời ơi, bà sửa cái mặt bà giống như cấp bế bị hư á. Sửa được nổi tiếng lắm mà bà. Nổi tiếng một khi khô. Nổi tiếng mà với cái mặt bà vậy á hả? Trời ơi, tôi nói với bà biết, tôi chán bà lắm rồi, tôi không thể nào ở chung với bà nữa. Anh Hải, sao anh nỡ đành quên bao lời tha thiết mong chờ? Sao anh nỡ đành quên chuyện tình đẹp như ước mơ? Sao anh nỡ đành quên áng mây chiều nghiêng nghiêng bóng những con đường quen lối đi mà nay nằm yên đó? Sao anh nỡ đành quên kỷ niệm xưa vui ban đầu? Sao anh nỡ đành quên khi tình em đã chót trao? Anh ơi, nếu một mai có ai hỏi người bên biết nói gì đây hỡi anh mà anh nỡ đành quên. Thôi, cái chị bà chán nghe cái giọng hát của bà lắm rồi. Sao chán? Hồi đó ông nói mỗi lần tôi hát lên là ông say mê đắm đuối mà. Bà Tám mà còn nói tôi hát karaoke hay nhất xã mà. Nè, cái gì của nhà Tám? Nhà Tám thúi bà nhiều chuyện bậy bạ lắm. Đi sửa sắc đẹp ha, 12 con giáp không giống con nào ha. Tôi nói thiệt với bà nha, giọng ca của bà ngày xưa làm cho tôi lay động con tim, nhưng mà bây giờ bà sửa cái chắc đẹp thì tôi không thể nào mà tôi ở chung với bà được nữa. Thấy ghê quá. Tình trạng chờ đi, tháng nữa nó xẹp xuống, nó hết sưng nó đẹp à. Tôi không thể nào chờ. Ta chia tay nhau từ đây chấm dứt, không quen nhau cho qua mau cuộc tình. Hình này rồi mờ dần theo tháng năm thời gian. Em ơi, ngày xưa anh đã nói nếu ta chia tay nhau chẳng dâng dương, chẳng buồn, lệ sẽ không ướt mi. Anh ơi, lòng em đang chơi vơi tỉ thường duyên bấy lâu. Làm sao em quên anh, kỷ niệm xưa hai ta cùng yêu thương đắm đuối bên nhau. Xin một lần nhìn nhau trong phút giây, một lần thôi nói tiếng yêu lần cuối, chớ nên âm thầm lặng quay. Ta chia tay nhau còn chi nữa, giờ cuối chớ liên tiếc dân dường. Quên đi duyên xưa từ ly, ta trao nhau lời cuối. Người hỡi em phải quên anh sao, hình bóng thân ai không nhạt nhòa. Làm sao em lãng quên. Đi à. Biết. Gì vậy? Biết khỏi nhà tôi liền. Gì vậy? Tôi không muốn lấy cái mặt ông lần nữa. Biết khỏi nhà tôi liền. Đứng lại. Cái gì? Tắt quái gà mái tới đá gà cồ hả? Rồi sao? Ẩm 10 tỷ tôi lấy có 5 tỷ mà bây giờ bà cà chớn hả? Bà đang nỉ tôi được, bà nói cáo lên hả? Bây giờ tôi nói ông bước ra khỏi nhà tôi đến chết dao tôi chém. Ôi cần đuổi. Nghe tôi tuyên bố nè, tôi chia tay bà với hai lý do. Thứ nhất bà già. Thứ nhì bà không phải là nét đẹp thiên nhiên. Tôi cần một người phụ nữ trẻ và có nét đẹp thiên nhiên. Vợ tương lai của tôi là như vậy. Tôi sẽ đi ra khỏi nhà này, không bao giờ quay lại. Không đi đi. Đi nè. Ta đi nè. Anh kỳ ghê. Anh sao anh không cạo râu đi, nhìn già quá. Trời ơi. Ừ? Nghĩ sao vậy? Cái này là râu này là điểm mạnh của người ta, cạo xong rồi nó yếu rồi sao? Thôi anh là anh yêu của em
xa cũng chịu hết. Dạ, mình ăn trái cây nha. Ừ. Ăn nho. Em bức một chai cho anh nè. Ngon không? Em cho anh ăn cái gì cũng ngon hết. Bức thêm ra cho em ăn à. Chết cha, lầm nhà rồi. Đứng lại. Làm đâu làm. Đúng rồi. À! À! Anh! À, khoan. Anh nói cái gì vậy? Vậy là sao? Sao là sao? Là vậy đó. Ý tôi nói vậy là sao? Là như vậy đó, còn sao nữa? Bồ em. Người yêu tôi. Trời đất ơi, trời đất ơi. Trời ơi, tôi không ngờ. Tại sao cô làm như vậy? Trời ơi, tại sao gì nữa? Ông nhìn lại ông đi. Ủa, ỷ có tiền á, đưa cho tôi mua nhà là tôi yêu ông hả? Nằm mơ. Trời ơi, châu già mà đặt gặm cỏ non. Thôi mày câm miệng lại đây mày. Vậy, ha, vậy. Giữa tao với mày chưa biết ai già, mày mới già hơn tao đó. Trời ơi, ông nghĩ sao nhìn mặt tôi mà ông kêu tôi già hơn ông hả? Thôi anh, mình không có cãi với ông này. Ông ở nhà, biến khỏi đây ông ngoại. Hả? Nó kêu tôi là ông ngoại. Em ơi, lòng anh đang chơi với tiếc thương duyên bấy lâu. Làm sao anh quên em, kỷ niệm xưa hai ta cùng yêu thương đắm đuối bên nhau. Xin một lần nhìn nhau trong phút giây, một lần thôi nói tiếng yêu. Lần cuối chớ nên âm thầm lặng quay. Chia tay nhau còn chi nữa, giờ cuối chưa liên tiếc vẫn vương. Quên đi duyên xưa, từ ly ta trao nhau lời cuối. Người hỡi anh phải quên em sao? Hình bóng thân ái không nhạt nhòa. Làm sao anh lãng quên? Không đi luôn đi, về để làm gì nữa? Tôi sai rồi. Tôi về tôi tính nhìn mặt bà với mấy đứa nhỏ. Tôi nói mấy câu rồi tôi đi. Ông đi xa đi gần gì kể ông, đâu có liên hệ gì với tôi. Tôi biết thế nào bà cũng sẽ nói như vậy mà. Tôi xin lỗi. Tôi đi. Thằng mất dạy, mày là cái thằng khốn nạn, mày vô mì rinh cái dĩa mứt gừng của tao. Cái gì vậy? Thôi, bà hiểu, hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi. Thôi, thôi là mày, trời ơi. Thôi, trời ơi, thôi, thôi, thôi. Cái gì? Ông còn đừng có hồ đồ. Hồ đồ cái gì? Nó là thằng Hùng, là cháu xa của tôi đó. Cháu xa hả? Bà Bình nó là người hùng của ông đó. Thôi con khỉ khô, nó rinh cái dĩa mứt gừng của tôi. Bây giờ nó tính rinh luôn cái dĩa khô mực này hả? Trời ơi, tôi hỏi cái gì vậy ông bây giờ? Gì vậy? Đồ hồ đồ. Hồ đồ cái gì? Tôi biết thế nào ông cũng có ngày này à. Bởi vậy tôi mới nhờ cháu Hùng đây nè. Nó nhờ cái mã đẹp trai của nó, nó tạo ra một màn kịch để ông biết rõ cái mặt của cô gái đó. Dạ đúng rồi, Dượng hiểu lầm con rồi. Ôi gì hay, giờ nhiệm vụ con xong rồi. Giờ cho con xin phép con lên Sài Gòn nha. Ông thôi chỉ xe con à. Dạ cảm ơn con nhiều nha. Dạ con đi gì hay. Con đi Dượng. Đứng lại. Gì nữa? Bà xê ra. Dì hai hai, cứu cứu con. Cứu cái gì? Con cảm ơn. Hết hồn. Dạ không có gì Dượng con. Dạ. Chỉ muốn là hả, cho dì Dượng hạnh phúc với nhau là con vui rồi. Dạ nhờ mày mà ta mới biết được như thế nào là lễ độ. Dạ yêu mấy đứa con gái nhỏ tuổi hơn mình. Cảm ơn. Dạ thôi giờ dì Dượng vậy là con vui rồi. Thôi con xin phép Dượng với xin phép dì con đi nha. Đi mạnh giỏi nha con. Dạ con đi Dượng, con đi. Dạ lỗi nha. Dạ không có gì.
Đó, ông sáng mắt ông ra chưa? Bây giờ cái nhà này vẫn là nhà của ông, con cái vẫn là con của ông. Ông vô nhà đi, cùng tôi đi. Đừng lại, bà đi đâu? Tôi vô chùa, tôi tu. Tôi xin lỗi bà, tôi sai rồi mà. Nhưng không ngờ định mệnh chia rẽ cho nhau. Cuộc đời đôi ta hai lối, em rét mướt giữa trời đơn côi. Còn anh chơi với ngày tháng bơ vơi nơi miền xa vời vời. Chuyện dĩ gian buồn lưu luyến chưa hề ngồi. Rồi sau cơn mưa giông tố sẽ vượt qua, trời đẹp và xanh bao la soi khắp lối đường anh về. Chim én mang mùa xuân xóa mờ niềm đau năm cũ. Anh sẽ về bên em ta ấm lại tình cố nhân. Ta nối lại tình xưa sống tròn mùa đông muôn thuở. Chim én về xôn xao ta thấy đời còn có nhau. Anh Đình Toàn ơi, em buồn quá anh Đình Toàn ơi. Sao vậy? Chương trình Danh Hài Đất Việt vui muốn chết mà suốt ngày em buồn hoài vậy? Dạ, chương trình thì vui nhưng mà bản thân em thì gặp chuyện buồn. Tại sao? Anh biết không, cái TV 19 inch của em hồi xưa, dạ, khi mà nhà em không có tiền á thì ba mẹ em thấy em tội nghiệp quá, tại vì cả xóm em á chỉ có một cái tivi duy nhất thôi à. Mỗi lần muốn coi chương trình gì là phải chạy ra đầu xóm để coi, mà người ta nhiều khi người ta đóng cửa không cho coi nữa. Cái thế là ba mẹ mới ráng cài để có tiền mua cái tivi 19 inch hồi đó rất là mắc tiền, cả một gia tài luôn đó anh Toàn. Mà bây giờ xài có mấy chục năm mà bây giờ nó đã hư rồi, nó không có bền. Trời ơi, bây giờ mà gia đình em còn giữ được cái tivi 19 inch á. 19 inch. Inch. 19 inch. Đó, đúng rồi, đó. Vậy thì nó là mới đẳng giờ, cấp. Là bây giờ là nhà em coi như cũng thuộc dạng là sưu tập đồ cổ rồi đó. Quý trời lắm. Ơi, bây giờ là nên cho nó vô viện bảo tàng, đúng rồi. Thôi, em quý lắm. Tại vì hả, nó là cái ký ức của em, là kỷ niệm tuổi thơ của em, làm sao mà em bỏ được chứ. Thật ra anh Toàn hiểu. Và thưa quý vị, chúng ta cũng hiểu là có rất nhiều thứ nó trở thành một cái kỷ niệm và luôn luôn chúng ta muốn giữ bên mình. Cái TV 19 inch mà Lê Khánh nói á, làm Toàn cũng nhớ tới ngày nhỏ, đúng không? Tức là mình thấy cả xóm ai mà có được cái tivi nha, trời ơi, lúc đó là mình nghĩ ngưỡng mộ lắm, rất là giàu có. Mình thèm thuồng chờ đến 7 giờ coi những bông hoa nhỏ nè, đó rồi tối thứ năm coi phim nè, tối thứ sáu coi ca nhạc, tối thứ bảy coi cải lương nè, mà đứng ngưỡng mộ từ xa mà thấy người ta giàu mà phát ham luôn vậy đó. Anh ơi, bộ giàu á là có thể quyết định được tất cả mọi chuyện hả anh? Bộ giàu là phải có nhiều tiền hả anh? Có nhiều tiền thì đôi khi làm chúng ta dễ dàng hơn trong một số công việc, nhưng thật ra cái quan trọng là chúng ta cần phải cho mình một cuộc sống vui vẻ, một cuộc sống cảm thấy thoải mái và hạnh phúc, thì đó mới là người giàu. Vậy giờ sao mới vui được hả anh? Để cho Lê Khánh cũng như quý vị xem là Đình Toàn nói có đúng hay không, và việc có tiền nhiều có phải là những người giàu hay không. Mời quý vị cùng hỏi anh Trung Dân đi rồi sẽ biết. Danh Hài Đất Việt xin kính chào toàn thể quý vị và bà con xem chương trình. Kính thưa bà con, chương trình Danh Hài Đất Việt cũng có 4 đạo diễn dàn dựng, gồm có là anh Quốc Thảo nè, anh Minh Nhí nè, anh Hữu Quốc Người cuối cùng bà con biết ai không? Tôi đó. Tôi dàn dựng nhiều tiểu phẩm trong đó, nhưng mà cái tiểu phẩm mà quý vị sẽ xem dưới một cái câu chuyện hết sức là dân dã, dân gian, cũng có kịch tính. Trang phục thì tôi có tham gia trong đó với vai trò là diễn viên nữa. Trang phục tôi đang mặc là trang phục Ấn Độ do chính tay tôi tự chế biến mà mặc. Thưa quý vị, câu chuyện đó như thế nào và tôi khùng như thế nào với cái vai mà tôi mặc đồ như thế này, đó là một điều bí mật. Hãy theo dõi câu chuyện mới của chương trình Danh Hài Đất Việt dưới tựa đề Người Giàu Nhất Làng. Quý vị khám phá ra nhiều điều thú vị. Đón xem Danh Hài Đất Việt. Oh, 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 oh.
Trời đất ơi, nó đập chết mày vậy mày. Sủa sủa hoài. Nhà nghèo mà đặt con chó. Ôi sao ai vậy? Ai? Kệ. Trời ơi. Ủa, chào ông phú hộ mới tới chơi. Thấy rồi còn hỏi nữa. Thì tôi thấy ông tôi mới hỏi, không thấy ông tôi hỏi cho có đông rơm sao? Bệnh ha? Là bệnh quá ông ơi. Bệnh mà sao nhìn mặt mập dữ vậy? Bị thủng mà. Thủng hả? Dạ. Chà, ăn cơm với cái gì đó? Mấy cái món này là ngon nhất của tôi rồi đó. Dạ. Dạ. Coi coi. Sao tôi thấy con cá này nó kỳ kỳ vậy ta? Sao kỳ? Để coi. Ông coi đi. Ủa? Sao nó ngộ ngộ vậy? Cá rô cây đó. Cái gì? Cá mà làm bằng cây à? Cây sao ăn? Ông ơi, nghèo khổ như tôi mà làm gì mà có cá ăn. Tôi nhìn rồi tôi tưởng tượng rồi đó. Rồi ra chấm nó cái múc rồi cái bát cơm nhiêu già vô nó bụng thôi à. Tôi nghe nó ông bệnh. Dạ. Tôi qua tôi thăm. Cảm ơn. Tại vì dầu gì đi nữa đó, ông cũng là ân nhân cứu mạng tôi hai lần. Dạ. Một lần thì bị rắn cắn. Dạ. Còn một lần nữa là bị chó cắn. Tôi nói thiệt, tôi thương ông lắm. Dạ. Tôi thấy ông bệnh vậy tôi lo. Tôi sợ ông có mệnh hệ gì á thì không biết ai trả nợ cho tôi. Ông phù hộ. Sao? Coi tôi bệnh hoạn vậy đó, nhưng mà tôi không có chết đâu. Tôi sống dài lắm. Mà ông còn nhớ được cái chuyện đó thì tôi cũng rất cảm ơn ông. Nói thiệt với ông nghe, tôi đó nằm chiêm bao là linh nghiệm lắm ông ơi. Ông thấy rõ ràng không? Lần đầu tiên á, tôi nằm chiêm bao, tôi thấy là rắn cắn ông. Thì y hai ngày sau, ông bị rắn cắn. Chính tôi là người tới cứu ông mà. Đúng, đó. Đúng. Rồi lần thứ hai, tôi cũng lại nằm chiêm bao, tôi thấy chó nó cắn ông. Thì y như rằng đúng hai ngày sau ông cắn con chó. Cái gì? Không, tôi nói lộn, là con chó nó cắn ông. À. Rồi cũng chính tôi là người cứu ông. Hay nhưng mà lần này tôi nằm chiêm bao nữa mà tôi lo ông. Tôi nằm chiêm bao mà tôi không thấy tôi bị chết, mà lại một người khác chết. Ai? Ông nằm mơ thấy ai chết vậy? Tôi nằm chiêm bao tôi thấy cái người mà giàu có nhất cái làng này sẽ chết. Nằm mơ thấy người giàu có nhất cái làng này sẽ chết. Thiệt mà tôi đâu có phải là người giàu nhất làng đâu mà ông nhìn tôi. Ông nói đi. Bao nhiêu ngày nữa rồi nó chết. Ông nói đi. Từ từ nó chết. Ông từ từ, tôi đang bệnh mà. Xin lỗi. Ông để tôi nhớ coi. Tôi nhớ rồi, không quá 3 ngày. Cái gì? 3 ngày nữa? 3 ngày thì làm sao mình đủ thì giờ để giết Di Chúc cho con, còn giải quyết những giấy nợ của con nợ thiếu mình. Không được. Không lẽ 3 ngày nữa mình chết thì tất cả tài sản tôi gom góp được bao nhiêu năm nay mất hết hay sao? Không được. Đúng là đồ tham lam, có chết thì cũng có mang của cải theo được hay không? Tôi đã gạt ông rồi mà. Oh.
Ông ơi cái gì vậy? Báo cho ông biết một tin. Tin gì? Ông Tá Điền ông chết rồi. Mới chết hồi nãy nè. Chết rồi à? Dạ. Ông nói là tất cả những tiền bạc mà tao thiếu thú ông đó coi như xu. Cái gì? Xu hả? Không cả. Còn ông còn nói nếu mà muốn đòi phải không? Kêu phú ông xuống dưới mà đòi. Im mày. Tôi gỡ không à? Đi ra mãi còn pháp sư tới chưa? Dạ. Tới rồi. Hết hồn. Chào chủ nhân. Dạ. Xin lỗi pháp sư từ đâu tới vậy? Tôi ở một cái vùng xa xôi, tuyết phủ quanh năm và rất nhiều dê núi. Vậy là vùng nào? Hy Mã Lạp Sơn. Wow. Ôi xa vậy mà vẫn tới đây à? Ngồi trên đỉnh núi, tôi nhìn thấy mặt trăng màu đỏ ứng với một cái điềm. Ở cái vùng này có một người sắp qua đời. Nói ông Tá Điền quá. Người đó rất giàu có. Vậy là không phải rồi. Tiền bạc do cướp giật của thiên hạ bóc lột cho dài nặng lãi. Nay là kiếp nạn, rất nhiều giông bù vô đây để cấu xé thân thể và hồn phách của người đó. Ai thầy ơi, vậy thì theo thầy pháp sư có cách nào mà đuổi những cái giông đó không? Có nhiều lắm. Ông lột đồ ông ra đi. Hả? Trong tôi cũng có nữa. Có. Nó ẩn trong lục phủ ngũ tạng ông. Cả ngàn binh gia. Rồi đây nó sẽ ăn. Nó ăn trong vòng 3 ngày. Ông sẽ xí lắc léo. Xí lắc léo là cái gì? Tiếng Hy Mã Lạp Sơn có nghĩa là ngủm củ từ. Giống ông Tá Điền đó. Đúng vậy. Bây giờ ông tính đi. Ông muốn sống đi hưởng của cải, hay là ông muốn chết vì hồn tiêu phách tán? Dạ dạ. Thôi nhờ pháp sư dùng cái phép thuật nào đó để cứu tôi được không? Tất nhiên ta có mặt ở đây là để ta cứu lấy ông. Dạ. Ra mày. Ủa bà mày ở trong người của người ta, mày bám người ta mày không biết nhục quá mày. Ra mày. Bà nổi cha mày, con đá mày bây giờ. Ra mày. Tính vô chỗ kính người ta mà tao bắt không được hả mày? Bỏ cái cây xuống. Bỏ cái cây xuống. Trời ơi, một bài ở trong đó. Đây, lôi đi con. Trời ơi, nó ra quá trần. Lấy đồ bắt nó lại. Nó ra quá trần kìa. Nó ra kìa. Sao không? Bắt được chưa? Hả? Ông thấy trong người ông còn bớt nặng không? Dạ. Bây giờ thì đỡ lo cho bà người sao nó nhức quá. Nhất? Biết tại sao nhất không? Dạ sao vậy? Vì tôi quấn ông á. Trời ơi, quấn nặng tay gì pháp sư? Đưa ông lên dáng, lên ghế ngồi. Dạ. Ây da. Ráng đi ông. Biểu mày. Dạ. Cam. Xong chưa? Bỏ vô cái ly này. Trời đất ơi, hết linh bà rồi. Rồi. Để rớt cái đất được có sao? Đem lại đặng cho ông uống. Bảo đảm sẽ hết. Cái gì vậy? Bùa. Đắng quá vậy. Ông yên tâm đi, rồi đây ông sẽ khỏe mạnh. Tôi hứa với ông, kể từ ngày hôm nay khi tôi có mặt trong ngôi gia này rồi, không có một vong hồn nào mà dám tới đây quấy phá ông nữa. Dạ. Dạ cảm ơn pháp sư. Coi như tôi trị ông đã xong. Dạ. Cứu. Dạ. Xin chào. Dạ. Đứng dậy. Xin chào pháp sư. Không phải đứng dậy. Có nghĩa là chưa có lấy tiền á. Xin lỗi. À, bao nhiêu vậy pháp sư? Tùy hỷ, muốn cho nhiêu cho. Dạ. Yeah. Đây pháp sư. Cầm đỡ đi ha. Trời đất ơi, cái gì mà khó khăn quá vậy? Thôi đưa hết cho rồi lấy ra làm chi không biết. Rồi giữ đi. Giữ đi.
Rồi kiếu nha. Dạ. Nhớ ăn ở có nhân có đức thì của cải tài sản sẽ ở lại suốt đời với mình. Dạ. Ăn ở không nhân không đức chết bất đắc kỳ tử. Dạ dạ, để tôi biết rồi. Chào ông. Dạ. Cảm ơn pháp sư. Ông thấy trong người sao rồi không? Hay thiệt, tao chỉ uống có một chút thôi mà bây giờ tao đã thấy khỏe trong người rồi. Vậy ông muốn ăn gì con nấu cho ông ăn nha. Rồi, rồi bếp làm những món món ngon cho ông. Dạ. Tao bồi bổ sức khỏe dạ. Ông ơi, cái gì? Ở cái sổ kìa. Ông ta đi. Mặt mày máu me không à? Mày làm cái gì vậy? Trốn. Ông làm gì vậy? Sao trốn? Trời ơi, không lẽ pháp sư mới vừa đi khỏi quan hồn vong trở lại đây sao? Không được, tao có cách. Chẳng lẽ ba ngày nữa tao sẽ chết hay sao? Mày đi kêu lương y lại cho tao, kêu lương y lại gặp cho tao. Dạ. Trời ơi, không lẽ ba ngày nữa sao? Không được, tôi phải sống. Wow, xanh quá. Hả? Chẳng lẽ tay tôi đã chuyển sang màu xanh rồi sao? Không, chiếc nhẫn xanh quá. Hả? Có chuyện gì vậy? Mạch đập mạnh quá. Trời ơi! Hả? Hồi đó bị quay bị phải không? Má chai nó cứng ngắc chỗ này nè. Rồi, tâm trạng đang bấn loạn, ăn không ngon ngủ không yên, đôi lúc bị buồn nôn nữa phải không? Dạ. Yeah. Mấy tháng rồi. Cái gì? Sao làm gì như hỏi phụ nữ mang thai vậy thầy? Ý tôi hỏi tâm trạng của ông như vậy mấy tháng rồi. À, chỉ mới độ vài ngày thôi. Vài ngày thôi hả? Dạ. Yeah. Như vậy cái này phải nói là ông bị tâm bệnh. Còn cơ thể của ông bình thường, không có bệnh gì hết. Vậy sao? Chỉ bị tâm bệnh thôi. Có thật không? Trời ơi, không tin tôi thì đừng kêu tôi gì à. Phán. Cái tới đây làm gì? Gì vậy? Ông tính tới đây phá đám tôi phải không? Ê, ông phải coi kỹ lại ai phá đám ai nha. Tôi là lương y nghe. Người ta bệnh tôi tới tôi hấp thuốc rồi ta. Tôi phá đám ta hậu nào? Ông ai à? Khách hàng này là của tôi. Ông tới đây ông tính quậy nó phải không? Ông mới là người quậy tôi nghe. Tôi với ông bá hộ. Ông nhìn kỹ con người này đi. Hắn mở miệng hắn nói hắn là thầy Lan hả? Không dám Lan đâu. Nếu có Lan thì là Lan Lùng. Một trong những tay thiến heo nổi tiếng. Rồi lâu ngày rồi mạo danh nó là thầy Lan. Lan cái bốc xì. Thì cũng là thầy vậy. Trời ơi, còn ông? Tôi sao? Ông nhìn lại bản thân ông đi. Tôi sao? Ăn đình ở miếu. Hả? À, không nhà không cửa, lăn lê bò lết ngoài đường. Hả? À, rồi lấy cái đồ này nè mặc lên quá trang làm à, thầy nước ngoài vô hả? Ê, nói bậy, ông có tin là tôi thư ông xin bụng không? Cái gì? Tôi bỏ bừa một cái là cặp giòn của ông 10 móng mà thằng con thành 6 móng không? Trời ơi. Ông giỡn mặt hả? Giỡn mặt. Ông nói tôi là một người kêu bậy bạ không? Được, vậy tôi với ông dám tỉ thí thi coi ai trị bệnh hết trong bá hộ này. À, ông ngon ha. Ông dám tỉ thí với tôi ha. Trời, thằng nào? Trời ơi, ngán thằng nào. Được, vậy bây giờ ai trị bệnh cho bá hộ này hết bệnh, người đó sẽ thắng. Thắng thì sao? Thắng sẽ được một nửa gia tài của bá hộ này. Cái gì vậy? Hả? Tự nhiên hai người thì chiến đấu, thi đấu với nhau, tự nhiên lấy tài sản của tôi là sao? Có ai ở không chữa bệnh không cho ông? Được. À, nếu chấp nhận cuộc tỉ thí này thì ông phải chống mắt coi. Bùa phép tôi tu luyện cả ngàn năm, tôi sẽ tẩy quế ngôi nhà này sạch sẽ. Tôi sẽ trả lại sự công bằng sạch sẽ trong con người của bá hộ. Ông đừng tin cái kẻ lang băm này. Hãy nhìn xem, tôi là người làm trước. Được, chấp nhận luôn.
Nhìn đây. Chân ông thầm á, chuẩn bị uống linh dược. Ở Nam Bình tụ về đây. Đây là bùa. Ông uống cái ly bùa này vô, ông sẽ hết ngay tức khắc. Dạ. Không một con quỷ con ma nào dám tới ngôi nhà này quậy phá ông. Uống đi. Uống đi. Uống đi. Uống. Thấy sao? Dạ. Thấy đó. Khỏe khỏe rồi. Đó. Ông đi nhìn đi. Ổng kể từ bây giờ sẽ trở thành một con người khỏe mạnh. Chống mắt lên mà coi. Ông! Ông ơi! Ông! Ông! Ông sao mà ông? Ông ơi! Ông! Cái này ông chỉ bà hộ. Bá Hộ ơi, ông sao vậy? Ông sao vậy? Ông sao vậy? Chẳng lẽ ông chết rồi không Bá Hộ? Hả? Trời ơi! Trời ơi! Ơi. Ông Bá Hộ! Ông Bá Hộ ơi! Ông Bá Hộ ơi! Thôi! Hết cứu vãn được rồi. Ông đã tắt thở rồi. Ta chưa tin. Ta chưa tin. Hả? Như vậy là ông chết rồi. Đúng. Chính đồng mà giết ông chết. Làm sao ta giết? Ta muốn chứng minh ổng sống thì ta mới chiến thắng được chứ. Ông là người giết ổng. Ly của ông, nước của ông, phép của ông đưa cho ổng uống thì ông là người giết ổng. Ông em đi. Có ông nữa đó. Tôi bắt tôi thấy nè. Ông bỏ thuốc vô ly nước. Tức là hai ông. Được rồi. Tôi sẽ đi báo quan. Hai ông là giết người. Giết Phú ông. Thôi. Nó nghe. Mày ở đợi, mày cũng có tiền đâu. Bây giờ vậy, cái chuyện này tại thằng khốn nạn này mày muốn hại tao. Cho nên mà ông này là nạn nhân, tao không muốn giết ổng ha. Bây giờ vậy, mày giữ nguyên chuyện này, tao sẽ trả tiền cho tiền mày. Đúng rồi. Anh bình tĩnh, anh gia đình bình tĩnh nha. Qua đây tôi nói nghe nè. Lớp bao nhiêu tiền tôi cho hết nha. Mày bây giờ đừng có đi báo quan nha. Tôi lại ông nha, đừng báo quan. Lỗi này là do ông đậu này nè. Ông muốn phá hoại tôi nè mà mới ra đông lỗ này. Bây giờ ông đổ lỗi cho tôi là sao? Một mình tôi đi. Ông ơi. Ông Hồ Dương hả? Tôi ra đây. Dạ. Ông biết ông sắp chết. Ông nhờ con một việc. Dạ. Con hãy tố hết những cái nợ mà người ta thiếu ông. Một tài sản của ông, một phần con lấy, còn tất cả phần còn lại còn phát hết cho những người dân trong làng này. Làm gì vậy ông mới yên lòng?
con làm được không? Dạ con làm được. Rồi vậy thì ông đi. Ông ơi, anh Đình Toàn ơi, vậy là em đã biết rồi đó. Chưa chắc gì chúng ta có nhiều tiền mà chúng ta gọi là hạnh phúc đâu, đúng không anh? Miễn là chúng ta có cuộc sống vui vẻ và thoải mái nhất thì chúng ta mới là người giàu nhất. Đúng rồi, mẹ anh Toàn cũng có nói như vậy. Chỉ cần buổi tối chúng ta có thể kê cao gối ngủ, sáng thức dậy thấy một cuộc sống bình yên, vui vẻ, có nghĩa là chúng ta đã hạnh phúc và chúng ta đã giàu có hơn rất nhiều những người khác. Em hoàn toàn đồng ý với lại mẹ của anh Toàn. Vậy có cần anh kêu em là mẹ không? Dạ thôi, được rồi, đó. Em nói vậy thôi mà. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị